Hậu Duệ Kiếm Thần, Diệp Quân. Tập 145. Quét sạch toàn bộ thập hoang và tất cả tỉnh vực xung quanh. Nghe hư ảnh nói vậy, tám vị trưởng lão trong điện đều sửng sốt. Đạo chiếu. Đây là một trong ba thần khí của nền văn minh Toại Minh, món thần khí này có thể đại diện cho cả một nền văn minh, bởi nó được nền văn minh Toại Minh dốc hết toàn bộ sức mạnh văn minh vào đó, nơi nào bị nó chiếu sáng, mọi thứ đều biến thành hư vô. Có thể nói đây là con át chủ bài của nền văn minh Toại Minh. Mọi người đều khiếp sợ, khi quan cố vấn đứng đầu đề nghị sử dụng thần vật này. Phải biết rằng, với nền văn minh Toại Minh của bọn họ mà nói, thập hoang chỉ là nền văn minh cấp thấp, dù sao bây giờ ngay cả đại đế cũng khó sinh ra. Thẳng tay điều động thần khí của nền văn minh, không phải tương đương với việc dùng 100.000 khẩu đại bác để đuổi muỗi sao. Mà ngay lúc này, ông lão tóc trắng dẫn đầu đột nhiên nói, ta đồng ý. Ông chủ là cháu trai của ông ta, bây giờ cháu trai của ông A chết ở thập hoang còn rất nhiều điều uẩn khúc, với ông ta mà nói, toàn bộ thập hoang phải chôn theo cháu trai ông ta, không còn gì tốt hơn như thế nữa. Không được, không được. Ngay lúc này, ngồi cạnh ông lão tóc trắng, ông lão lưng gù đột nhiên nói, đại trưởng lão, chuyện này không ổn. Ông lão tóc trắng nhìn ông lão lưng gù, hơi không vui, có gì mà không được chứ? Ông lão lưng gù trầm giọng nói, có ba thứ không ổn. Thứ nhất, nếu sử dụng thần vật đạo của nền văn minh sẽ tiêu hao một lượng lớn tiên tỉnh cực phẩm, chỉ vì để giết một tên cảnh giới đại đế, thật sự rất không đáng. Thứ hai, thập hoang và những nơi khác không giống nhau, giống như nền văn minh Toại Minh của chúng ta, mặc dù bây giờ đã suy tàn, nhưng dù sao vẫn là quê hương của chúng ta, là khởi nguyên của nền văn minh Toại Minh, nếu tiêu diệt nó, rất nhiều người lớn tuổi trong nền văn minh sẽ không chấp nhận. Thứ ba bao gồm cả A, cũng là vấn đề quan trọng nhất, chính là bi tâm từ. Bi tâm từ. Lời này vừa dứt, sắc mặt mọi người trong điện đều thay đổi. Vẻ mặt của ông lão lưng gù nghiêm trọng, đại trưởng lão đừng quên, dưới vũ trụ có phong ấn, sở dĩ người phụ nữ đó để lại phong ấn, chính là vì để bảo vệ thập hoang và phía dưới vũ trụ, nếu chúng ta dùng đạo chiếu để phá hủy chỗ đó. Động tĩnh ầm như vậy, nếu quấy rầy đến người phụ nữ kia, thì... Nói đến đây, ông ta không nói tiếp nữa. Mà vẻ mặt của mọi người ở trong điện cũng trở nên khó coi. Nếu quấy rầy đến người phụ nữ đó mà ìm đến thì rắc rối. Ai chịu nổi, đại trưởng lão dẫn đầu cũng trầm mặc. Mặc dù ông ta rất muốn tiêu diệt toàn bộ thập hoang, chôn theo cháu trai ông ta, nhưng ông ta biết rõ, điều nhị trưởng lão nói rất có lý. Vì một kiếm tu cảnh giới đại đế, mà sử dụng đạo chiếu, tiêu hao quá lớn, đúng là không đáng, nếu vì như vậy mà đụng vào người phụ nữ kia, vậy thì vấn đề không phải là đáng hay không đáng nữa. Đó là hành động cực kỳ ngu ngốc. Lúc này, một trưởng lão khác đột nhiên nói, nhưng đề nghị của quan cố vấn đứng đầu. Nhị trưởng lão im lặng, quan cố vấn đứng đầu. Mặc dù vị kia không gia nhập đoàn trưởng lão, nhưng địa vị rất lớn trong nền văn minh Toại Minh. Những đề xuất của cô A, đừng nói là bọn họ, đến cả chủ của nền văn minh cũng phải nghiêm túc xem xét. Đúng lúc này, một tên trưởng lão đột nhiên nói, tất nhiên là phải coi trọng, đề nghị của quan cố vấn đứng đầu, nhưng mà, cô ta nói, chúng ta phải xem xét từ hai góc độ. Đầu tiên, sở dĩ cô ta đề nghị dùng đạo chiếu, nguyên nhân chính là vì cảm thấy tên kiếm tu đó không đơn giản, vì thế nên mới sử dụng đạo chiếu, không cho chàng kiếm tu kia bất kỳ cơ hội nào. Thứ hai, có khả năng là cô ta chỉ nói bừa, chẳng hạn như muốn bóp chết một con muỗi, có thể dùng đại bác, hoặc dùng tay đập chết, cũng có thể. Cô ta chỉ thuận miệng nói vấn đề đầu tiên. Tất cả trưởng lão đều im lặng. Hiển nhiên, với lời giải thích của vị trưởng lão này, bọn họ không quá chấp nhận, đây chẳng phải là nói nhảm sao. Lúc này, có người đột nhiên nói, nếu không thì đi hỏi thử xem. Mọi người đồng loạt nhìn về phía người vừa lên tiếng, tất cả đều đồng thanh nói, người đi đi. Trưởng lão kia vội vàng xua tay, không không, ta không đi. Mẹ kiếp, quan cố vấn đứng đầu kia tính khí như chó điên vậy, lúc trước chẳng qua có một vị trưởng lão hỏi cô ta một vấn đề, lập tức bị cô ta mắng suốt 100 năm trời. 100 năm, gặp mặt lập tức mắng ngu ngốc. 100 năm đấy, bất lực nhất chính là không mắng được cô ta, không đánh được cô ta. Chơi cũng không thắng được. Cô ta không chỉ có chỉ số IQ cao nhất trong nền văn minh Toại Minh, mà cấp dưới cũng có chỉ số IQ cao đáng sợ, đám người này sao vậy?
mỗi ngày ở trong căn phòng nhỏ âm mưu chống lại các nền văn minh khác. Chiêu nham hiểm, ác chiêu, độc chiêu, nhiều vô số kể. Ban đầu có hai nền văn minh không chịu nổi tính toán hãm hại của đám người kia, lập tức phát động ám sát. Thiếu chút nữa đã thành đại chiến nền văn minh lần thứ ban. Mà vị trưởng lão bị chửi kia cuối cùng vẫn không chịu nổi, vì vậy đã chủ động rời khỏi đoàn trưởng lão, nhận chức ở bên ngoài. Bây giờ đi hỏi cô ta, này không phải đụng thẳng vào họng súng sao? Khụ khụt. Một vị trưởng lão đột nhiên ho khan, sau đó nói, chuyện nhỏ như vậy, sao phải làm phiền đến quan cố vấn đứng đầu? Chúng ta thảo luận một chút không phải là giải quyết được vấn đề rồi sao? Vị trưởng lão còn lại cũng vội vàng gật đầu, đồng ý. Nhị trưởng lão trầm giọng nói, tên kiếm tu kia chẳng qua chỉ là một tên đại đế nhưng nếu quan cố vấn đứng đầu đã chỉ đích danh hắn, vậy chúng ta cũng không thể coi thường hắn. Tất nhiên là không thể coi thường. Một vị trưởng lão khác đột nhiên nói, tính cách của ung chủ như thế nào, mọi người còn không biết sao, ung chủ luôn cẩn thận chững chạc, giỏi dùng mưu, nhưng lại chết trong tay thiếu niên kia, có nghĩa là thiếu niên kia không hề đơn giản, hơn nữa chỗ đó còn có phong ấn của người phụ nữ kia, vì vậy chúng ta không thể khinh thường. Phong ấn. Điều khiến bọn họ lo lắng nhất là phía dưới có một phong ấn do Bi Tâm Từ để lại, chỉ cần phong ấn đó còn tồn tại, cho dù cảnh giới cao đến đâu. Cảnh giới cũng sẽ bị áp chế xuống cảnh giới đại đế, mà cảnh giới thấp hơn sẽ bị áp chế xuống thấp hơn. Một vị trưởng lão khác đột nhiên nói, bảo Huyền Chính đi. Huyền Chính. Mọi người im lặng trong chốc lát, đều gật đầu đồng ý, được. Lúc này đại trưởng lão mới nói, để Huyền Chính dẫn 100 thần vệ kim đồng, để đảm bảo chắc chắn. Mọi người ngẩn ra, hơi kinh ngạc nhưng vẫn gật đầu đồng. Cố vấn các. Đây là một bộ phận cực kỳ quan trọng của nền văn minh Toại Minh, có thể nói bộ phận này đóng vai trò quyết định trong mọi quyết định quan trọng của nền văn minh Toại Minh. Có thể nói nơi đây tụ tập tất cả người thông minh nhất của nền văn minh Toại Minh. Ở một gian trong điện, có một người phụ nữ đang đứng ở giữa phòng, cô ta mặc một bộ váy lụa, trong tay cầm quyển sách cổ, không trang điểm, nhưng vẫn đẹp nghiêng nước nghiêng thành. Xung quanh cô ta có 4 bức tường, mỗi mặt tường là một mảnh tinh không. Nhìn vào đó, trong tinh không dày đặc những cuốn sách cổ. 4 bề đều là biển sách. Người này chính là Toại Cổ Kim quan cố vấn đứng đầu của nền văn minh Toại Minh. Toàn bộ nền văn minh Toại Minh, có thể dùng chữ Toại làm họ, không quá 5 người. Lúc này, một thiếu niên đi vào trong điện, thi lễ, đại nhân. Toại Cổ Kim nói, thông báo cho Toại Minh thần các, để bọn họ chuẩn bị đạo chiếu. Giọng nói của cô ta như nước trong làn suối lạnh. Không rét mà run. Thiếu niên ngạc nhiên, nói ý của đại nhân là trưởng lão các sẽ không dùng đạo chiếu với thập hoang ư. Toại Cổ Kim bình tĩnh nói, bọn họ sẽ khinh địch. Thiếu niên do dự, sau đó nói, đại nhân, thiếu niên kia có thể giết chết ung chủ, quả thật là bất phàm, nhưng mong đại nhân suy nghĩ thêm về việc dùng đạo chiếu. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Toại Cổ Kim chậm rãi nhắm mắt lại. Người đó không thành đế vì đế nguyên mà là tự thành đế, hơn nữa còn thiết lập trật tự, hắn có thể giết ung chủ, thì thực lực cũng không tầm thường, hắn còn là một vị đạo đế đã sáng lập ra đạo thống hoàn chỉnh, ở nơi đó, một người không thể nào sáng lập được đạo thống. Sử dụng đạo chiếu vì hai mục đích, một là lập tức giết người, không cho người đó bất kỳ cơ hội nào, hai là nếu người sau lưng hắn có thể chống lại đạo chiếu, vậy thì cũng đồng nghĩa với sau lưng người này có một nền văn minh rất mạnh, khi đó, có thể lợi dụng. Cũng có thể lôi kéo. Thiếu niên hành lễ, hiểu rồi ạ, nói xong, gã lui xuống. Toại Cổ Kim đột nhiên nói, bọn họ phái Huyền Chính tới thập hoang sao? Thiếu niên gật đầu, phải. Toại Cổ Kim nói, sau khi gã chết mới sử dụng đạo chiếu. Thiếu niên kinh ngạc, đại nhân. Mặt Toại Cổ Kim không cảm xúc, đã phạm sai lầm thì phải gánh hậu quả, nếu không lần sau sẽ lại tái phạm. Thiếu niên hành lễ. Sau đó lui về phía sau. Toại Cổ Kim đột nhiên mở mắt ra, Phản Chiêu Đế, rốt cuộc cô có mục đích gì, thiếu niên kiếm tu đó có quan hệ gì với cô sao? Thập hoang, bên trong tiểu tháp. Diệp Quân đang đánh giá hai chiếc nhãn không gian trước. Mắt, đây chính là nhãn không gian mà ung chủ và lão già áo đen kia để lại. Không thể không nói, quả thật là giàu có. Bên trong nhẫn không gian của ung chủ có tâm 32.000 đế nguyên cực phẩm. 32.000 đấy. Hơn nữa toàn bộ đều là đế nguyên cực phẩm. Còn có một số thần vật,
trong đó, có hơn 100 món thần vật cấp đế binh, thánh vật có hơn 10.000 món, ngoài ra, còn có các loại đan dược, trận pháp, võ kỹ thần thông, cấp bậc cũng không thấp, nhất là những võ kỹ thần thông kia, đưa tới thập hoang cũng là một sự đả kích lớn. Điều quan trọng chính là ung chủ này còn có hai mạch đế nguyên cực phẩm. Bên trong nhẫn không gian này cũng là một thế giới không gian, hai mạch đế nguyên cực phẩm chia ra ẩn nấp trong hai dãy núi dài vô tận, vì có hai mạch đế nguyên cực phẩm nên linh khí ở thế giới bên trong nhẫn không gian vô cùng dồi dào, bầu không khí cũng ẩn chứa mùi vị của đế nguyên. Khi phát hiện ra hai mạch đế nguyên cực phẩm, Diệp Quân mừng như điên, trước mắt, điều này đối với hắn mà nói thì thật sự rất quan trọng. Có những đế nguyên cực phẩm và mạch đế nguyên cực phẩm này, hắn có thể làm được rất nhiều điều. Đương nhiên, điều này cũng khiến hắn hiểu rằng, thân phận của vị ung chủ kia ở nền văn minh Toại Minh tuyệt đối không hề đơn giản, vì đối với hắn, những thứ như mạch đế nguyên cực phẩm dù ở cựu thổ cũng là thứ vô cùng hiếm hoi, vậy mà ung chủ lại có tận hai mạch. Nhẫn không gian của lão già áo đen cũng có không ít đồ, trong đó cũng có hơn 2.000 luồng đế nguyên cực phẩm. Ngoài ra còn có 3 món thần vật cấp đế binh. Nhìn hai chiếc nhẫn không gian trước mắt, Diệp Quân không khỏi cảm thán. Béo bở quái bây giờ đã có tài nguyên, chỉ còn thiếu thời gian. Diệp Quân dần trở nên căng thẳng, hắn biết, nền văn minh Toại Minh tuyệt đối sẽ không cho hắn quá nhiều thời gian. Diệp Quân suy nghĩ một lát, sau đó hắn lập tức đưa hai mạch đế nguyên cực phẩm kia vào trong tiểu tháp, vừa mới chuyển vào, tốc độ tăng trưởng của linh khí bên trong tiểu tháp đột nhiên có thể thấy được bằng mắt thường. Diệp Quân lập tức triệu tập 200 vị kiếm tu cực phẩm đến, bây giờ, trong 200 vị kiếm tu đã có 137 vị đạt tới cảnh giới chuẩn đế, ngoài ra thông qua việc rèn luyện chiến tướng đồng đen, chiến lực của bọn họ cũng đã tăng lên không biết bao nhiêu lần. Có thể nói, bọn họ bây giờ ra ngoài hoàn toàn có thể nghiền nát toàn bộ thập hoang và cấm địa cổ hoang. Phải biết rằng, bọn họ đã khổ tu mấy trăm năm bên trong tiểu tháp. Diệp Quân không rong dài nữa, phất tay áo lên, 137 luồng đế nguyên xuất hiện trước mặt những kiếm tu đã đạt tới cảnh giới chuẩn đế, khi thấy đế nguyên, những kiếm tu kia đều ngẩn ra. Diệp Quân bình tĩnh nói, từ bây giờ trở đi, các người toàn lực cố gắng lên kiếm đế. Cố gắng lên kiếm đế. Nghe Diệp Quân nói vậy, những kiếm tu đạt tới cảnh giới chuẩn đế đều dâng trào nhiệt huyết, một lát sau, tất cả mọi người đồng loạt quỳ trước Diệp Quân, kích động nói. Đa tạ quân đế. Bọn họ đương nhiên rất biết ơn Diệp Quân, không có Diệp Quân, bọn họ muốn đạt tới cảnh giới chuẩn đế phải tốn không biết bao nhiêu năm. Bây giờ, Diệp Quân trả lại đế nguyên cho bọn họ để giúp bọn họ đạt tới kiếm đế, điều này là điều bọn họ không dám mơ tới. Diệp Quân nói, chư vị, không bao lâu sau có thể sẽ có một trận chiến khốc liệt, vì vậy, đến lúc đó, ta cần chư vị giúp đỡ. Tất cả kiếm tu đồng thanh nói, nguyện tử chiến vì quân đất. Diệp Quân cười gật đầu, tiếp tục tu luyện. 200 kiếm tu hành lễ, sau đó hóa thành từng luồng kiếm quang tiến vào hư không, tiếp tục tu luyện. Diệp Quân nhìn khoảng hư không, lúc này, tiểu tháp đột nhiên nói, ngươi không sợ bọn họ trở mặt sau khi đạt tới đại đế sao? Diệp Quân bình tĩnh nói, ai dám? Nói xong, hắn xoay người tới trước mặt 200 bức thần vệ đồng đen. 200 bức thần vệ đồng đen này đều đã bị tiểu hồn trấn áp, điều bây giờ hắn muốn làm chính là khống chế bọn họ. Hắn đã thử nhưng bí pháp dùng để điều khiển thần vệ đồng đen bên trong di tích nền văn minh Toại Minh hoàn toàn không dùng được, nhưng điều này không làm khó được hắn, hắn niệm trong đầu tiểu hồn. Rất nhanh, linh hồn ký ức của ung đế bị tiểu hồn hấp thu bắt đầu tiến vào trong đầu hắn. Tiểu hồn có thể lấy được ký ức, nhưng đáng tiếc, ký ức này không được trọn vẹn. Một lát sau, Diệp Quân chậm rãi mở mắt ra, hắn đã hiểu sơ sơ về nền văn minh Toại Minh, nhưng cũng không nhiều, ký ức này khá lẻ tẻ, nhưng cũng may, hắn có thể lấy được cách để điều khiển những thần tướng đồng đen từ trong đó. Hắn bắt đầu niệm chú, những thần tướng đồng đen kia bắt đầu rung lên, rất nhanh, tất cả thần vệ đồng đen đồng loạt quỳ xuống trước mặt hắn. Thấy cảnh này, khóe miệng Diệp Quân nhếch lên, những thần tướng đồng đen này quả thật không tầm thường, dù tới cựu thổ cũng rất có lợi. Vì cảnh giới của bọn họ đã bị trấn áp khi tới đây. Như nghĩ ra điều gì đó, Diệp Quân đột nhiên nói, yểm nhật. Một luồng kiếm quang rơi xuống bên người Diệp Quân. Diệp Quân xòe lòng bàn tay ra, một chiếc nhẫn không gian rơi xuống trước mặt yểm nhật, đưa tới cho đám người đại ca, có một luồng đế nguyên trong đó là của ngươi. Yểm nhật mừng như điên, nhận lấy nhãn không gian, hành lễ tuân lệnh. Nói xong,
y hóa thành một luồng kiếm quang rồi biến mất. Diệp Quân nhìn những thần tướng đồng đen ở đằng xa, nheo mắt lại, không biết đang nghĩ cái gì. Tiểu Tháp đột nhiên nói, người lại có âm mưu gì? Diệp Quân cười một tiếng, không nói gì. Tiểu Tháp nói cho Tháp gia đi, gần đây Tháp gia đọc rất nhiều sách, nên não đang hơi mệt. Diệp Quân nói, Tháp gia, người nói xem, nền văn minh Toại Minh sẽ làm thế nào để đối phó với ta? Tiểu Tháp trầm giọng nói, ý ngươi là... Diệp Quân nhẹ giọng nói, hy vọng lần này bọn họ sẽ kiên quyết. Mẹ kiếp! Tiểu Tháp hưng phấn nói, ta hiểu ý của ngươi rồi, tiểu tử xấu xa. Trong một tinh không, tinh hà vốn yên tĩnh đột nhiên rung chuyển, một lát sau, thời không bị nứt ra một chỗ, tiếp đó, một người đàn ông chậm rãi bước ra, người đàn ông mặc áo đen, tóc dài xõa xuống, trông rất hoang dã và lạnh lùng. Bên cạnh gã có một người đàn ông mặc giáp trắng đi cùng, tay người đàn ông cầm thanh giáo dài, vẻ mặt lạnh lùng, trên người tỏa ra ý muốn giết người lạnh lo. Phía sau hai người bọn họ có trăm tên thần vệ đồng vàng cầm thanh giáo dài. Người đàn ông áo đen dẫn đầu từ từ nhắm mắt lại, không hổ là quan chấp hành đứng đầu mạnh nhất nền văn minh Toại Minh ta từ trước tới giờ, dù ta có chống cự thế nào cũng không thể nào chống lại phong ấn thần bí kia. Bi đại nhân, ánh mắt của người đàn ông giáp trắng hơi dao động, có tôn kính cũng có phần kiêng dè. Người đàn ông áo đen đột nhiên nhìn xuống tinh vực phía dưới, Bạch Khâm, theo ngươi, chúng ta nên đối phó với vị kiếm tu kia thế nào đây? Người đàn ông giáp trắng nói, theo ý của đại nhân. Người đàn ông áo đen nhìn tinh vực phía dưới, bình tĩnh nói, vậy thì tàn sát cả vực đi. Tàn sát cả tinh vực. Người đàn ông mặc áo giáp trắng ngây người, sau đó trầm giọng nói, đại nhân, tên này tu luyện trật tự, nếu làm thế chắc chắn sẽ khiến tất cả sinh linh có chung mối thù với hắn ta. Người đàn ông áo đen bình tĩnh cất lời, chẳng phải làm thế mới thú vị à. Người đàn ông áo giáp trắng gật đầu, không nói gì thêm nữa. Người đàn ông áo đen tiến một bước về phía trước, xoay tay phải, sau đó thì đè xuống. Thập hoang! Hôm nay, có một bàn tay khổng lồ bất ngờ đè xuống nơi này từ sâu trong tỉnh Hà, chỉ trong nháy mắt, tất cả mọi người ở thập hoang cảm thấy trời tối xuống, không nhìn rõ năm ngón tay. Tất cả sinh linh đều hoảng sợ ngẩng đầu nhìn lên bàn tay khổng lồ đang che khuất bầu trời. Khí thế của đại đế. Tất cả sinh linh nhìn bàn tay khổng lồ kia bằng ánh mắt vô cùng tuyệt vọng. Câu nói tất cả mọi người đều chỉ là kiến dưới tay đại đế quả không sai. Rắc rắc rắc. Theo bàn tay khổng lồ liên tục đè xuống, thời không của vũ trụ thập hoang cũng bắt đầu nứt ra từng chút một, vô số sinh linh bị chấn áp phải đứng im tại chỗ, hơi thở tử vong bao phủ trong lòng bọn họ. Lúc này, bọn họ chỉ có thể đứng im tại chỗ chờ chết một cách tuyệt vọng. Đối mặt với cao thủ cấp bậc này, mọi người hoàn toàn không có chút khả năng phản kháng nào. Tất cả mọi người đều cảm thấy tuyệt vọng. Lúc này, kể cả những gia tộc đại đế và tiên tông cũng rất tuyệt vọng trước bàn tay khổng lồ, thậm chí còn không có chút suy nghĩ muốn phản kháng nào. Cao thủ cấp bậc này đã vượt hoàn toàn khỏi nhận biết của bọn họ. Nhưng vào lúc tất cả mọi người đều tuyệt vọng, một tiếng kiếm reo bỗng vang vọng khắp thập hoang, sau đó, kiếm quang kia bay lên, xông thẳng về phía bầu trời chặn bàn tay khổng lồ lại, khiến nó không thể đè xuống thêm được nữa. Quân đế! Là quân đế! Vô số người trong thập hoang mừng đến mức rơi nước mắt. Phát! Một giọng nói bỗng vang vọng trong thiên địa, ngay sau đó, bàn tay khổng lồ đang che khuất bầu trời kia ầm ầm vỡ tan. Đất trời sáng sủa trở lại. Lúc này... Diệp Quân xuất hiện ở chân trời, hắn mặc áo trắng, cầm một thanh kiếm trong tay, khí thế ngút trời bao trùm toàn bộ thập hoang. Quân đế! Vô số người vốn đã tuyệt vọng lại dấy lên hy vọng một lần nữa. Mấy người nhóm đạo chí cũng nhìn chằm chằm Diệp Quân, hai tay nắm chặt, vô cùng hưng phấn. Rắc! Thời không đối diện Diệp Quân bỗng bị nứt, sau đó có một người đàn ông mặc áo choàng đen chậm rãi bước ra. Người đàn ông áo đen nhìn chằm chằm Diệp Quân bằng ánh mắt bình tĩnh. Diệp Quân cũng nhìn gã nhưng không nói một lời. Hai người bỗng dưng cùng biến mất. Ngay sau đó, một vùng kiếm quang bao phủ lấy toàn bộ bầu trời, nhưng trong nháy mắt, một chuôi trường thương đã đâm thủng một lỗ to trên kiếm quang, thương thế đáng sợ bao phủ lấy bầu trời, chỉ trong nháy mắt đã lan ra khắp thập hoang, uy áp và khí thế đáng sợ khiến tất cả mọi người ở thập hoang cảm thấy khó thở. Tất cả mọi người đều hoảng hốt. Nhưng chỉ trong nháy mắt, một tia kiếm quang đã phá vỡ uy áp kia, uy áp kiếm đạo mạnh mẽ càn quét giữa đất trời, khiến người đàn ông liên tục lùi lại,
gã vừa dừng bước, một tia kiếm quang vạn trường đã đè xuống từ đầu gã, tiếng xé rách liên tục vang vọng bên tai. Người đàn ông áo đen có vẻ khá ngạc nhiên với thực lực của Diệp Quân, gã xoay cổ tay, trường thương biến thành những tia sét lao thẳng đến chỗ kiếm thanh huyên của Diệp Quân, kiếm và thương chạm vào nhau, kiếm quang xen lẫn với tia chớp bùng nổ như núi lửa phun trào, toàn bộ chân trời thoáng chốc biến thành hư vô, trở thành một khu vực sâu không thấy đáy. Diệp Quân và người đàn ông áo đen bị lực lượng bộc phát ra làm liên tục lùi lại, sau khi dừng bước, tay phải Diệp Quân khẽ run, làm vỡ dư âm lực lượng xung quanh. Người đàn ông áo đen dừng lại ở phía xa. Gã híp mắt nhìn Diệp Quân, trong lòng thấy hơi khiếp sợ, vì chỉ nhìn qua, gã không ngờ đại đế của nơi này lại mạnh đến thế, dù ở cựu thổ, hắn cũng có thể được xếp vào hàng những người có chiến lực cao. Cũng may là phái gã đến, nếu phái người khác thì e rằng chỉ đến để tăng thêm kinh nghiệm cho tên này mà thôi. Diệp Quân cầm kiếm thanh huyền, chậm rãi nhắm mắt lại, dù hắn không có tu vi, nhưng có tiểu hồn, hắn chính là đại đế, vì tiểu hồn đã hợp nhất với hắn từ lâu rồi. Mà từ sau khi đánh một trận với Phạn Chiêu Đế, gã chưa từng được chiến đấu thỏa thích như hôm nay. Cảm giác chiến đấu rất đã. Diệp Quân bật cười, tiến về phía trước một bước, chỉ một bước, một vùng kiếm quang đã bay đến trước mặt người đàn ông, cổ tay gã khẽ run, trên trường thương xuất hiện mấy chục nghìn tia lôi mang. Hai người lại bắt đầu chém giết một lần nữa. Trận chiến giữa đại đế. Trong bóng tối ở một nơi nào đó bên dưới, 200 tên kiếm tu đang nhìn chằm chằm trận chiến trên bầu trời, lúc trước Diệp Quân để bọn họ ra khỏi tiểu tháp là để bọn họ theo dõi trận chiến cấp bậc đại đế. 200 kiếm tu nhìn chằm chằm Diệp Quân và người đàn ông áo đen bằng ánh mắt nóng như lửa. Khoảng thời gian ở trong tiểu tháp, mỗi ngày bọn họ đều chiến đấu với chiến tướng đồng đen, theo thực lực tăng lên, thật ra sâu trong nội tâm bọn họ đều có cảm giác mình đã vô địch thập hoang, thậm chí có thể đấu với những tỉnh vực lớn. Nhưng lúc này sau khi thấy Diệp Quân chiến đấu với người đàn ông áo đen, bọn họ mới hiểu bọn họ vẫn chỉ là kiến. Vì chiến đấu với người có cấp bậc này, thậm chí bọn họ còn không chịu nổi một hiệp. Lúc này, Yểm Nhất đi đầu hưng phấn nói, xem cho kỹ, quân đế bảo các ngươi đến xem là muốn cho các ngươi biết trời cao bao nhiêu. Tất cả kiếm tu đều gật đầu, nhìn chằm chằm khu vực chiến đấu trên bầu trời không chớp mắt, lúc này, bọn họ càng thấy kính sợ Diệp Quân hơn. Trong mắt Yểm Nhật cũng lóe lên cảm xúc phức tạp, lúc này, nếu Diệp Quân sử dụng nó thì sẽ rất có ích cho nó. Yểm Nhật, lúc này, chân trời bỗng vang lên giọng nói của Diệp Quân. Yểm Nhật nhất thời sửng sốt, sau đó nó cười to, biến thành một tia kiếm quang hỏa diễm bay lên cao, chỉ trong nháy mắt đã dừng lại trong ta phải của Diệp Quân, thân kiếm một màu đỏ chói như làm từ ánh mặt trời chói chang. Diệp Quân tay trái cầm thanh huyên, tay phải cầm Yểm Nhật, tay phải của hắn run mạnh, trong nháy mắt, 10 triệu tia kiếm khí hỏa diễm kéo về phía người đàn ông, lúc này, ngọn lửa mạnh đến mức có thể lấn át cả mặt trời. Diệp Quân hơi ngạc nhiên, hắn phát hiện hắn đánh giá hơi thấp thanh kiếm Yểm Nhật này rồi, chủ nhân trước đây của nó không đơn giản chút nào. Người đàn ông phía xa phóng trường thương trong tay về phía Diệp Quân, nơi trường thương đi qua có lôi long lượn lờ, hùng dũng oai nghiêm, chỉ trong nháy mắt đã va chạm với 10 triệu tia kiếm khí hỏa diễm, thiên địa xuất hiện những đợt sóng xung kích lực lượng đáng sợ, lôi quang và hỏa quang càn quét tất cả mọi thứ. Lúc này, Diệp Quân bỗng nhiên biến mất. Hai tia kiếm quang xê qua từ chân trời, đánh về phía người đàn ông áo đen. Vô số người bên dưới cũng đang theo dõi khu vực chiến đấu nơi chân trời, tất cả mọi người đều rất căng thẳng, bọn họ biết nếu Diệp Quân thua trận thì kết cục sẽ như thế nào, có thể nói trận chiến này của Diệp Quân liên quan đến sinh tử của tất cả mọi người. Mà trong một vùng tỉnh không, lúc này người đàn ông áo giáp trắng được người đàn ông áo đen dẫn đến cũng đang theo dõi trận chiến bên dưới bằng ánh mắt nặng nề. Vì y cũng không ngờ sức chiến đấu của đại đế nơi này lại đáng sợ đến thế, có thể ngang tài ngang sức với cả Huyền Chính đại nhân. Huyền Chính là ai? Gã là võ giáo quan của nền văn minh Toại Minh, dù không phải là võ giáo quan đứng đầu nhưng cũng là võ giáo quan, phụ trách dạy võ cho thế hệ trẻ của nền văn minh Toại Minh. Tuy sau khi đến nơi này, Huyền Chính đại nhân bị trấn áp cảnh giới, nhưng dù gì gã cũng là đại đế, hơn nữa còn không thể xem là đại đế bình thường. Mà lúc này, gã lại không thể làm gì thiếu niên kiếm tu này. Hơi khó tin. Lúc này, trong khu vực chiến đấu bên dưới, một tiếng nổ đáng sợ vang vọng khắp đất trời. Sau đó, Diệp Quân và Huyền Chính liên tục lùi lại,
xung quanh bọn họ có vô số kiếm khí hỏa diễm và lôi mang dâng trào như thủy triều, nghiền ép mọi thứ. Sau khi dừng lại, vẻ mặt Diệp Quân rất hưng phấn, chiến đấu cấp bậc này đúng là thú vị. Sắc mặt Huyền Chính phía xa thì hơi khó coi, gã nhìn chằm chằm Diệp Quân, người đang che giấu thực lực. Che giấu thực lực, người ngoài không thể phát hiện, nhưng gã thì phát hiện ra, từ đầu đến giờ, thiếu niên kiếm tu trước mắt vẫn đang che. Giấu thực lực. Mục đích là gì? Chẳng lẽ muốn gã lơ là, sau đó vào thời khắc mấu chốt cho gã một kích chí mạng? Hay muốn dựa vào chiến đấu rèn luyện bản thân? Huyền Chính không suy nghĩ nữa, gã nhìn về phía Diệp Quân. Giết! Giết! Nghe thấy lời Huyền Chính, người đàn ông áo giáp trắng ẩn mình trong tinh không lập tức dẫn theo hơn 100 thần vệ đồng vàng lao xuống. Đánh hội đồng! Huyền Chính biết rõ chỉ trấn áp bằng cảnh giới sẽ không ảnh hưởng gì kiếm tu trước mắt, nếu tiếp tục đánh sẽ chỉ lãng phí thời gian mà thôi. Vì thế, gã quyết định sẽ đánh hội đồng. Dùng sức mạnh của mọi người giết chết Diệp Quân. Dù những thần vệ đồng vàng này đã bị phong ấn áp chế, nhưng dù sao bọn họ cũng có cảnh giới đại đế, đồng loạt lao xuống như thế, sức mạnh sẽ đáng sợ đến mức nào. Rõ ràng là không cho Diệp Quân chút cơ hội nào. Khi thấy Huyền Chính quyết định sẽ đánh hội đồng, Diệp Quân hơi nhếch môi. Mấy cao thủ thập hoang bên dưới thấy thế đều đỏ bừng mắt, vô cùng giận dữ. Mẹ kiếp! Ý nông hiếp yếu! Lúc này, Diệp Quân dựng thẳng kiếm Thanh Huyền đến giữa chân mày, sau đó chậm rãi nói, suy nghĩ của ta tức là suy nghĩ của chúng sinh, ý định của ta là ý định của chúng sinh, mượn tên của kiếm, kêu gọi vạn vật vạn linh trong chúng sinh giúp tan. Trong nháy mắt, trong đầu các sinh linh thuộc trật tự của Diệp Quân tại thập hoang đều vang vọng giọng nói của hắn. Sau một thoáng yên tĩnh, que nhồ, hàng tỷ sức mạnh tín ngưỡng kéo đến từ trong đất trời, sau đó tràn vào người Diệp Quân như thủy triều. Diệp Quân tiến lên một bước, que nhi một bước thành đết. Lúc này, tu vi của hắn ngay lập tức khôi phục. Khôi phục tu vi. Sức mạnh của một người là sức mạnh của chúng sinh. Sức mạnh của chúng sinh cũng là sức mạnh của một người. Trật tự đại đế. Vào khoảnh khắc Diệp Quân trở thành đại đế, sắc mặt Huyền Chính thay đổi, gã hoảng hốt nói, cẩn thận. Nhưng lúc này, Diệp Quân đã biến mất khỏi vị trí ban đầu. Suýt TL. Một tia kiếm quang bỗng lướt qua, người đàn ông áo giáp trăng dẫn đầu cảm nhận được sự đáng sợ của Diệp Quân, con người của y co lại, y không chút do dự siết chặt hai tay, áo giáp trắng trên người rung mạnh, sau đó biến thành một áo giáp hư hồn bao phủ quanh người y, như một ngọn núi to bảo vệ lấy y. Huyền giáp bảo vệ. Chiến giáp này không phải chiến giáp bình thường, là thần binh cực phẩm, ở nền văn minh toại minh, nó vẫn là một tồn tại vô cùng quý giá. Xét cùng cảnh giới, có thần binh này có thể nói là vô địch. Y không tin kiếm tu trước mắt có thể phá được huyền giáp của ô. Lúc này, kiếm của Diệp Quân đã chém tới. Xoẹt! Kiếm của Diệp Quân dễ dàng đâm nát huyền giáp bảo vệ của y mà không có chút trở ngại nào, sau đó đâm thẳng về phía giữa chân mày của y. Người đàn ông áo giáp trắng trợn tròn mắt, máu tươi tuôn ra từ giữa chân mày của y, thoáng chốc đã bao trùm cả khuôn mặt, y tỏ vẻ khó tin. Lúc này, Diệp Quân đã tấn công về phía thủ vệ đồng vàng sau lưng y. Diệp Quân cũng không giết chết những thủ vệ đồng vàng kia mà đè tay trái đang cầm kiếm Thanh Huyên về phía trước, kiếm thế ngút trời trấn áp hoàn toàn đám thủ vệ đồng vàng. Nhưng ngay sau đó, khí thế của nhóm thủ vệ đồng vàng đã áp chế ngược lại Diệp Quân, dù sao cũng đông người, hàng trăm cao thủ cấp bậc đại đế cùng hiệp lực ra tay, khí thế đương nhiên là rất đáng sợ. Nhưng ngay sau khi ngăn cản những thủ vệ đồng vàng kia, hắn lập tức xoay người chém một kiếm về phía Huyền Chính. Lúc này, kiếm của hắn không chỉ là đại đế mà cả hắn cũng đang thuộc cảnh giới đại đế, mà hắn và kiếm Thanh Huyền vốn đã hợp nhất, tâm ý tương thông, hai như một, sức mạnh phát huy ra không chỉ đơn giản là một cộng một. Cảm giác hiện tại của Diệp Quân là, có lẽ hắn thật sự có thể một đấu một với cô. Khi nhìn thấy mũi kiếm của Diệp Quân chỉ về phía mình, sắc mặt Huyền Chính thoáng chốc thay đổi, đương nhiên gã biết ý đồ của Diệp Quân. Rõ ràng là muốn giết giặc phải bắt vua trước. Lúc này gã cảm thấy vô cùng rung động, vì thực lực của thiếu niên kiếm tu trước mặt đã mạnh đến mức gã cảm thấy không bình thường. Đây là cảnh giới đại đế sao? Gã cũng không có thời gian suy nghĩ nhiều, vì kiếm của Diệp Quân đã chém tới, đối mặt với chiêu kiếm đáng sợ này của Diệp Quân, đương nhiên là Huyền Chính sẽ không ngồi chờ chết. Gã siết chặt hai tay, giữa chân mày gã chợt xuất hiện một cái ấn đen, sau đó lơ lửng trên đầu gã, tiếp theo
một tia ám quang bí ẩn kéo xuống, nhưng ám quang này trông rất giống mai rùa, chồng lên nhau bảo vệ lấy hắn. Ấn võ quan. Đây là quan ấn nhậm chức của gã, đồng thời cũng là một món thần vật cấp bậc tiên đế, đây là lá bài tẩy lớn nhất của gã. Sử dụng ấn này, gã có thể bất bại trong một khoảng thời gian ngắn, ít nhất chắc chắn không có ai cùng cảnh giới có thể giết hắn. Nhưng mà, khi kiếm Diệp Quân đâm tới những ám quang kia, nó vẫn chẳng khác nào tuyết gặp dầu sôi, tất cả ám quang đều hóa thành cho bụi, trường kiếm đâm thẳng về phía giữa chân mày của hắn, một dòng máu tươi bắn ra. Những thủ vệ đồng vàng sau lưng Diệp Quân đồng loạt dừng lại, không dám di chuyển nữa. Rõ ràng là có lệnh của huyền chính, thiên địa vô cùng yên tĩnh. Nhưng ngay sau đó, trong vũ trụ thập hoang bên dưới có những tiếng hoan hô vang vọng, chấn động chân trời. Thắng rồi! Bên dưới, đạo chí dẫn đầu tỏ vẻ hưng phấn và kích động không thôi, lúc này, ông ta mới nhận ra e rằng thế lực đứng sau quân đế không đơn giản chút nào. Dù không bằng nền văn minh toại minh, nhưng chắc chắn chênh lệch cũng sẽ không quá lớn. Mục Sắc nhìn Diệp Quân phía chân trời với vẻ mặt phức tạp, tất cả mọi người đều đánh giá thấp thực lực và lai lịch của quân đế này rồi, càng tiếp cận hắn sẽ thấy hắn càng bí ẩn. Huyền Chính đứng nơi chân trời nhìn Diệp Quân bằng ánh mắt vô cùng khó tin. Phá rồi. Thiếu niên kiếm tu trước mặt chỉ nhẹ nhàng ra một kiếm đã phá vỡ ấn võ quan của ông ta, không đúng, ông ta phát hiện kiếm của Diệp Quân cũng không hề đơn giản. Thanh kiếm này có vấn đề. Diệp Quân nhìn chằm chằm Huyền Chính, cho ta một lý do để không giết ngươi đi. Huyền Chính bật cười, ngươi khinh thường nền văn minh toại minh của chúng ta, cũng quá coi thường ta rồi. Diệp Quân bình tĩnh hỏi, không sợ chết à? Huyền Chính đối mặt với Diệp Quân mà không hề có vẻ yếu thế, ta không muốn chết, nhưng không có nghĩa là ta sợ chết, ta đã ra lệnh cho hơn 100 thần vệ đồng vàng sau lưng ngươi rồi, chỉ cần ta chết, bọn họ sẽ hủy diệt vũ trụ này. Ta tin dù ngươi có mạnh đến mấy cũng không ngăn cản được bọn họ. Diệp Quân im lặng. Thấy Diệp Quân không nói gì, Huyền Chính như nhìn thấy một chút hy vọng, gã lại nói, ngươi. Nhưng lúc này, kiếm Thanh Huyền bỗng rung mạnh, chỉ trong nháy mắt, thần hồn của Huyền Chính đã bị nó hấp thu hoàn toàn. Khi kiếm Thanh Huyền đang hấp thu ký ức của Huyền Chính, mấy trăm thần vệ đồng vàng lập tức lao xuống muốn hủy diệt vũ trụ thập hoang. Mấy người đạo chí bên dưới sợ hãi, cái quái gì thế? Không đi đánh quân đế lại đến đánh chúng ta. Diệp Quân bỗng bắt đầu đọc nhẩm một loạt thần chú cổ xưa, chỉ trong nháy mắt, những thần vệ đồng vàng kia đồng loạt dừng lại. Mà lúc này, tất cả thần vệ đồng vàng đều nằm trong lòng bàn tay của hắn. Thấy những thần vệ đồng vàng kia dừng lại, nhóm đạo chí nhất thời thở phào nhẹ nhõm, bất cứ ai trong những người này đều có thể nghiền nát bọn họ. Diệp Quân mở lòng bàn tay. Nhẫn không gian của Huyền Chính và người đàn ông áo giáp trắng bay vào tay hắn, hắn nhìn thoáng qua, trong nhãn không gian của Huyền Chính có hơn 20.000 đế nguyên cực phẩm và mấy chục nghìn đế phẩm cực phẩm, còn có rất nhiều đế binh, nhưng không có đế mạch cực phẩm. Trong nhẫn không gian của người đàn ông áo giáp trắng chỉ có mấy nghìn đế nguyên cực phẩm, hơn 10.000 đế phẩm cực phẩm, chỉ có 3 món đế binh, thua xa Huyền Chính. Diệp Quân cất nhẫn không gian đi. Sau đó quay đầu nhìn đạo chí bên dưới, tuy đã thắng trận chiến này, nhưng lòng người không vững, mọi người lập tức bảo vệ trật tự, tránh có người thừa nước đục thả câu, nếu có người như thế thì phải đánh chết ngay. Đạo chí cung kính đáp, tuân lệnh, Diệp Quân xoay người biến mất. Đúng như lời Diệp Quân nói, hiện tại lòng người ở thập hoang rất không vững, vì lúc trước khi bàn tay kia đè xuống chẳng khác nào là ngày tận thế, một khi lòng người không vững thì sẽ loạn, cũng may dưới sự hướng dẫn của đạo chí. Mấy cao thủ của gia tộc Đại Đế và Tiên Tông cùng trấn áp, cục diện mới có thể ổn định. Trong một căn nhà đổ nát ở ngoại ô, có một ông lão đứng trong sân vung nắm đấm, trong lúc vung quyền, không gian thi thoảng sẽ dao động. Người này là cha của Cố Trần. Ông lão luyện tập một lúc, sau đó cười nói, quan huyên pháp này hay thật đấy, hiện tại ta có thể xem là cảnh giới tông sư rồi, với cảnh giới của ta bây giờ hoàn toàn có thể tìm một công việc không tệ. Người phụ nữ đang rửa rau ở cách đó không xa không nói gì, chỉ cười rất tươi, bây giờ Cố Trần đã không còn cờ bạc nữa, chẳng những thế còn gia nhập thư viện quan huyên, sức khỏe trượng phu cũng ngày càng tốt hơn. Bây giờ bà ta chỉ cảm thấy bây giờ chết cũng không còn gì phải tiếc nuối nữa. Cha, mẹ! Lúc này, Cố Trần bỗng dưng chạy vào, trong tay gã xách một con gà nướng và một bầu rượu, hưng phấn nói, viện trưởng thắng rồi, viện trưởng thắng rồi. Vậy sao? Nghe thấy lời của Cố Trần, đôi phù thê cũng hưng phấn vô cùng,
bọn họ biết khi nãy thập hoàng bị tấn công, viện trưởng xuất hiện ngăn cản, vì bọn họ cũng có dâng hiến chút sức mạnh tín ngưỡng nhỏ nhoi của mình. Người phụ nữ cười khẽ, ngày tận thế cách bà ta quá xa, dù sao có viện trưởng gánh nên vấn đề cũng không quá lớn. Còn ông lão thì thở phào nhẹ nhõm, ông ta biết chuyện khi nãy nghiêm trọng đến mức nào, chỉ cần sơ suất, e rằng bọn họ đều sẽ phải chết. Cổ Trần đặt gà nướng và rượu xuống bàn trong sân, sau đó hưng phấn nói, viện trưởng ngầu lắm, cha, mẹ, hai người có biết đại đế không? Chậc chậc, đại đế thậm chí còn không có khả năng đánh trả trước viện trưởng. Người phụ nữ ở bên cạnh bỗng nói, Trần Nhi, đại đế này mạnh lắm à? Cổ Trần nghiêm túc trả lời, đương nhiên, đó là cảnh giới mạnh nhất của thập hoang chúng ta, mục tiêu của con là trở thành một đại đế. Người phụ nữ nhất thời hơi tò mò, nếu con trở thành đại đế thì mỗi tháng sẽ có bao nhiêu bổng lộc? Nét mặt hai cha con trở nên cứng đờ. Thấy nét mặt của hai cha con, người phụ nữ biết có lẽ mình lại làm trò cười, bà ta cười ngượng ngùng. Sau đó nói, đại đế cũng phải ăn mà. Cố Trần cười nói, mẹ, nếu nhi tử của mẹ trở thành đại đế thì tiền thật sự chỉ là vật ngoài thân với chúng ta mà thôi. Người phụ nữ trừng mắt nhìn Cố Trần, nhảm nhí, con không biết bây giờ cưới một cô vợ phải mất bao nhiêu tiền à, Lý Việt ở cạnh nhà chúng ta kìa, nhi tử ông ta thích một cô nương, con có biết xính lễ là bao nhiêu không? 1000 tiên tỉnh đó, không chỉ thế còn yêu cầu một căn nhà ở trong thành. Trời ạ! Bây giờ căn nhà tệ nhất ở trong thành cũng có giá 200 mấy nghìn tiên tinh rồi. Nói xong, bà ta khế thở dài, tính tới tính lui bổng lộc một tháng của cha con cũng chỉ có 40-50 viên, trừ đi chỉ tiêu, dù cha con làm trâu làm ngựa cũng phải mất mấy chục năm mới mua được một căn, sao bây giờ thành thân còn phải có nhà nữa thế? Cố Trần vội vàng an ủi, mẹ đừng lo những việc này, bây giờ nhi tử của mẹ đã gia nhập thư viện quan huyên rồi. Người phụ nữ liếc Cố Trần. Ngắt lời gã, dù bây giờ con đã gia nhập thư viện quan huyền, nhưng tiếng tăm của con không được tốt, mẹ tìm người mai mối, người ta vừa nghe thấy tên con đã nói là thiếu niên cược trứng đó à? Nó đã cược được trứng rồng chưa? Cố Trần hơi lúng túng. Thấy người phụ nữ còn muốn lải nhải không ngừng, ông lãi bên cạnh cất lời, Trần Nhi về rồi, mau nấu cơm đi. Người phụ nữ gật đầu, sau đó rửa rau vừa rửa xong lại một lần nữa rồi đứng dậy đi nấu ăn, mà lúc này... Bà ta bỗng dưng nhìn ra cửa, cháu. Trước cửa có một người đàn ông đang đứng, người đó là Diệp Quân. Nghe thấy lời của người phụ nữ, Cố Trần và ông lão quay đầu nhìn ra cửa, khi thấy Diệp Quân, sắc mặt Cố Trần nhất thời thay đổi, gã vội vàng chạy tới muốn quỳ xuống, nhưng lại bị một sức mạnh nhẹ nhàng đỡ dậy. Diệp Quân khẽ mỉm cười, hắn nhìn rượu và đồ ăn trên bàn, đang định dọn cơm à. Cố Trần hơi căng thẳng nói, viện. Diệp Quân mỉm cười nói, cứ gọi ta là Diệp Quân được rồi, ta đến ăn nhờ, được chứ? Cố Trần còn định nói gì đó, người phụ nữ bên cạnh đã cất lời, Trần Nhi, còn nhìn gì nữa? Mau bảo bạn con ngồi xuống. Mẹ đi nấu ăn ngay đây. Dứt lời, bà ta bước nhanh đến bếp lò, sau đó lấy một miếng thịt xông khói trên xà nhà xuống. Diệp Quân cười khẽ, sau đó đi tới một bên, đang định ngồi xuống thì Cố Trần vội đi tới. Muốn dùng ống tay áo lau ghế, nhưng lại bị Diệp Quân ngăn cản, hắn cứ thế ngồi xuống, sau đó mỉm cười nhìn Cố Trần đang có vẻ căng thẳng, kính trọng người khác không cần thiết phải hạ thấp mình sẽ trông rất giống bề tôi, chỉ cần lễ phép là được. Nghe thấy lời Diệp Quân, Cố Trần do dự một lát, sau đó cũng ngồi xuống. Diệp Quân cười nói với ông lão ở đối diện, ông cụ, ông cũng ngồi đi. Dù ông lão hơi căng thẳng, nhưng dù sao cũng là người từng trải. Hơn nữa Diệp Quân còn hòa nhã như thế, nên ông ta cũng không suy nghĩ nhiều mà ngồi xuống. Diệp Quân cười nói với Cố Trần, gần đây ở thư viện thấy sao? Cố Trần cũng thả lỏng hơn, mỉm cười nói, khá tốt, tháng sau ta sẽ tham gia khảo hạch học viên ngoại viện. Diệp Quân hỏi, tự tin không? Cố Trần lập tức gật đầu, có. Diệp Quân lại cười hỏi, còn cá cược không đấy? Cố Trần vội vàng lắc đầu, không không. Sau đó... Gã cười khổ nói, lúc trước viện trưởng nói đúng, làm người không thể gửi gắm tương lai và hy vọng vào may mắn hư vô mờ mịt, trước đây ta mê muội, không nghe lọt tai những lời khuyên của viện trưởng, hay. Diệp Quân gật đầu, bây giờ sửa đổi cũng không phải là muộn. Nói xong, hắn đưa một chiếc nhẫn không gian cho Cố Trần, bên trong có một ít sử tịch, bình thường ngươi có thể đọc, ngoài ra còn có một quyển quan huyên pháp được ta chú thích rồi, có ích cho việc tu luyện hiện tại của ngươi.
Cố Trần vội vàng đứng dậy muốn hành lễ nhưng bị Diệp Quân ngăn cản, hắn cười nói, trước kia ta từng nói một câu với huynh đệ của mình là, mục đích chúng ta thành lập trật tự là để người trẻ tuổi thế hệ này không mất hy vọng với tương lai. Nếu một ngày nào đó ngươi đi xa hơn, ta hy vọng ngươi có thể nhớ kỹ những lời này. Thấy Diệp Quân đối xử với mình như thế, Cố Trần cảm động đến rơi nước mắt, gã nghiêm túc nói, ta nhất định sẽ khắc sâu lời viện trưởng nói vào lòng. Diệp Quân gật đầu. Lúc này, mẹ của Cố Trần bưng mấy đĩa đồ ăn lên, bà ta chùi tay lên yếm, sau đó cười nói, hơi vội nên không có nhiều món, Tiểu Quân, cháu đừng để bụng nhé. Nói xong, bà ta dè dặt đẩy hai đĩa thịt đến trước mặt Diệp Quân. Tiểu Quân, nghe thấy lời người phụ nữ, khuôn mặt của Cố Trần và ông lão đều co lại. Diệp Quân cười nói, bác gái khách sáo quá, nào, chúng ta ăn cơm thôi. Suốt bữa cơm, Cố Trần và ông lão vô cùng căng thẳng, còn người phụ nữ kia lại chẳng căng thẳng chút nào, còn nói đủ chuyện thường ngày với Diệp Quân. Bà ta rất biết ơn Diệp Quân, vì nếu trước đây không nhờ Diệp Quân mang thuốc đến thì bây giờ ông bạn già của bà ta đã đi rời nhà ma rồi. Không chỉ thế cũng vì bên cạnh Cố Trần có một người bạn như thế. Bậc cha mẹ đều mong con mình có những người bạn giỏi giang. Sau khi ăn xong, Diệp Quân muốn rời đi, cả nhà Cố Trần tiễn hắn đến cửa, lúc này, dường như nhớ tới gì đó, người phụ nữ lấy một lá bùa hộ mệnh ra đặt vào tay Diệp Quân, nghiêm túc nói, Tiểu Quân, đây là bùa phù hộ ta xin từ miếu cầu đại đế phù hộ, cháu đeo đi, nghe nói linh lắm, cháu đeo nó vào, chắc chắn quân đế sẽ phù hộ cháu. Mọi người, nhìn Diệp Quân ở phía xa. Trong mắt Cố Trần ánh lên một tia phức tạp, gã không ngờ rằng Diệp Quân lại đích thân đến nhà bọn họ, còn cho gã nhiều sách như vậy, gã thì có tài cán gì. Để người trẻ tuổi không rơi vào cảnh tuyệt vọng, Cố Trần hít sâu một hơi, ánh mắt dần trở nên kiên định. Đúng lúc này, người phụ nữ ở bên cạnh đột nhiên khẽ nói, Tiểu Trần, bạn của con chắc là giỏi lắm nhỉ. Cố Trần gật đầu, đúng vậy ạ. Người phụ nữ đột nhiên trở nên nghiêm túc. Vậy con có thể học hỏi cậu ta đừng có đi cá cược đập trứng nữa được không? Cố Trần. Diệp Quân đến điện Quan Huyền, hắn vừa bước vào trong thì thấy tất cả mọi người dồn dập đứng lên. Bây giờ trong điện đã có không ít người, phải đến 60, 70 gương mặt, có thể nói là đã tăng lên gấp đôi khi trước, chủ sự hiện tại là Mục Khoản. Thấy Diệp Quân, Mục Khoản lập tức hơi khẩn trương, tuy Diệp Quân không truy cứu chuyện lúc trước, nhưng ai biết được trong lòng vị viện trưởng này nghĩ gì. Diệp Quân chậm rãi bước từng bước đến bàn làm việc từng là của đệ nhất Tĩnh Chiêu, nhìn thấy ghế tựa không có ai ngồi, trong mắt ánh lên một tia phức tạp, nếu cô nương kia vẫn còn ở đây thì tốt biết bao. Cựu thổi tất nhiên hắn không thể để đệ nhất Tĩnh Chiêu đi theo cô gái váy đỏ kia được, đối phương rõ ràng không phải là người lương thiện. Hắn thôi không nghĩ nữa, ngồi xuống nhìn Mục Khoản đang dẫn đầu, báo cáo chuyện của thư viện đi. Mục Khoản vội bước ra, cung kính nói, thưa viện trưởng. Thư viện đã hoàn toàn đi vào quỹ đạo, dưới sự dốc sức tuyên truyền của các tộc và các tông, bây giờ Quan Huyên Pháp đã được phổ cập toàn bộ thập hoang, nhưng bởi vì người đến gia nhập thư viện thật sự quá nhiều, cho dù chúng ta đã mở thêm số lượng tuyển sinh, nhưng vẫn không đủ. Bởi vậy chúng ta đang nghĩ đến việc mở thêm một phân viện. Diệp Quân hỏi, nhân lực đủ chưa? Mục Khoản gật đầu, đúng rồi, tôi đã ban hành lệnh chiêu hiên, hiện đang chào mời các hiền tài khắp vũ trụ. Bây giờ chúng ta cần rất nhiều nhân tài ở nhiều phương diện khác nhau, ngoài ra các gia tộc đại đế và các tông môn lớn cũng đã điều động nhân tài nòng cốt sang đây. Diệp Quân khẽ gật đầu, ngoại trừ mời chào nhân tài, cũng cần phải bồi dưỡng nhân tài. Mục Khoản đáp, đã rõ. Diệp Quân lại nói, còn việc mở phân viện thì ta vẫn nghĩ không nên, bây giờ thư viện chỉ mới vừa được thành lập, nếu mở phân viện thì phải phân tác nhân lực, ham nhiều thì ôm không xuể. So với việc mở phân việc thì không bằng trước tiên tập trung sức lực bồi dưỡng nhóm học sinh hiện tại, đợi đến khi thư viện hoàn toàn ổn định thì suy nghĩ thêm cũng được. Mục Khoản cung kính nói, vâng. Diệp Quân nói tiếp, bây giờ thập hoang tuy có Quan Huyên Pháp, nhưng không có nghĩa tất cả mọi người đều tuân thủ theo luật pháp này. Bởi vậy ta muốn quan chấp pháp ở đây phải thật nghiêm, nếu không thư viện sẽ không có độ uy tín, lúc cần thiết cũng có thể giết một để thị uy, không cần phải nương tình. Câu sau đã có ý cảnh cáo Mục Khoản, cô ta hơi tái mặt, vội vàng nói ta đã hiểu. Diệp Quân gật gật đầu, vạn sự khởi đầu nan, bây giờ chúng ta đã bắt đầu rồi nên phải thật cẩn thận mọi việc, nhất là nội bộ thư viện. Thư viện là đầu tàu, nếu đầu tàu gặp sự cố thì các bộ phận ở dưới cũng sẽ đại loạn, bây giờ ngươi đã phụ trách chủ quản thư viện,
chuyện này nhất định phải chú ý sát sao, đừng nhân từ, cũng không cần sợ đắc tội với ai cả. Có một số việc nếu đã lỡ đào ra thì rất khó để lấp lại, cô hiểu ý ta không? Mục Khoản vội vàng đáp, thuộc hạ đã rõ. Diệp Quân đứng dậy, các ngươi tiếp tục làm việc đi. Nói xong, hắn đi ra ngoài điện, mọi người thấy thế thì vội vàng cung kính hành lễ. Mãi đến tận khi Diệp Quân biến mất, lúc này Mục Khoản mới thở phào nhẹ nhõm, từ lần phản bội khi trước, đã mấy ngày rồi cô ta đều thấp thỏm sợ Diệp Quân truy cứu, nhưng xem ra trước mắt Diệp Quân cũng không để ý chuyện đó. Nhưng cô ta rất rõ, giữa họ đã không thể giống với khi trước được nữa. Thấp giọng thở dài, trong mắt ánh lên một tia phức tạp, cô ta biết nếu lúc trước mình kiên quyết đứng về phía Diệp Quân không rời, thì bây giờ chắc chắn đã không rơi vào tình thế này. Nhưng trong tình huống đó, là người bình thường thì ai cũng sẽ chọn nền văn minh toại minh thôi mà. Nếu như là đệ nhất Tĩnh Chiêu, cô ta cũng sẽ chọn nền văn minh toại minh thôi. Chắc chắn sẽ như vậy. Diệp Quân về lại trong tiểu tháp, sau khi có đế nguyên cực phẩm, linh khí bên trong tiểu tháp quả thật vô cùng nồng nặc, nơi này bây giờ hẳn là thiên đường của các nhà tu luyện. Diệp Quân triệu tập 300 thần tướng đồng đen và 100 thần tướng đồng vàng đến cùng một chỗ, nhìn những thần tướng trước mắt này, khóe miệng hắn hơi cong lên. 300 thần tướng đồng đen này có cảnh giới ít nhất là đại đế, bởi vì bị phong ấn nên bây giờ ở đây họ chỉ là chuẩn đế, nhưng những thần vệ đồng vàng thì khác, cấp bậc của họ cao hơn nữa, nên dù bị trấn áp ở đây nhưng vẫn là cường giả đại đế. Không thể không nói, hắn vẫn còn thấy hơi chấn động. Thực lực của nền văn minh toại minh này có chút vượt ngoài dự đoán của hắn. Hơn nữa nền văn minh toại minh liên tục chịu thiệt thòi hai lần ở đây, nếu nền văn minh này đủ thông minh thì chắc chắn sẽ không cho hắn cơ hội lần ba. Tiếp theo nền văn minh toại minh sẽ làm gì đây? Diệp Huyên nhíu mày lại, hắn rất không thích loại cảm giác bị động này, nhưng không còn cách nào cả, thực lực không bằng người thì chỉ có thể bị động. Nhưng cũng may là nơi này có phong ấn, người ở phía trên xuống sẽ bị trấn áp cảnh giới. Chỉ cần là cảnh giới đại đế thì không ai là đối thủ của hắn. Bây giờ hắn chỉ sợ nền văn minh toại minh trực tiếp cử đại lão tới đánh hắn thôi. Đáng tiếc là tuy hắn có thể hấp thu ký ức bị tiểu hồn căn nuốt, nhưng ký ức đó cũng không hoàn chỉnh, bởi vậy hắn không hoàn toàn hiểu rõ được về nền văn minh toại minh. Hơn nữa hai người kia tuy cấp bậc không thấp, nhưng rõ ràng vẫn chưa phải là cấp cao trong bộ máy nòng cốt của nền văn minh toại minh, bởi vậy bây giờ hắn vẫn còn quá thiếu hiểu biết về họ. Nên mới bị đẩy vào thế bị động. Hắn muốn chuyển khách làm chủ. Diệp Quân rời khỏi tiểu tháp, hắn đi đến di tích toại minh, ghế thánh vương vẫn còn ở đấy, thấy Diệp Quân đến, nó tê cả ra đầu. Nó không ngờ rằng tên này lại dám giết chết người của nền văn minh toại minh hy. Hắn mạnh đến cỡ nào? Trực giác nói cho nó biết, tên này có lẽ vẫn còn đang che giấu thực lực. Diệp Quân đột nhiên nói, người có thể liên hệ với nền văn minh toại minh. Ghế thánh vương do dự một lúc rồi nói, có thể. Diệp Quân gật gật đầu, người giúp ta chuyển lời với bọn họ, bảo rằng ta muốn đầu hàng. Đầu hàng. Ghế thánh vương mơ hồ. Diệp Quân suy nghĩ một lúc rồi lại nói, đầu hàng khó nghe quá thì nói với họ là ta đồng ý được chiêu hàng, nhưng ta muốn xin được đối xử tốt. Ghế thánh vương, ngươi. Diệp Quân nhìn về phía ghế thánh vương, nói, hiểu chưa? Ghế thánh vương nào dám từ chối, lập tức đáp, đã hiểu. Diệp Quân gật gật đầu, đang định nói chuyện thì hắn như cảm nhận được điều gì đó, lập tức trở về trong tiểu tháp. Một luồng hơi thở mạnh mẽ đột nhiên xuất hiện trong tiểu tháp. Hơi thở đại đế. Những kiếm tu đang tu luyện trong tiểu tháp đều ngạc nhiên, đua nhau nhìn về phía chân trời. Ở nơi chân trời có một người đàn ông mặc khôi giáp đang chậm rãi bước đến. Xung quanh người gã ta đang tỏa ra một uy thế đại đế cực kỳ khủng bố. Đại đế, người đàn ông đó chính là kỵ sĩ trong sa mạc hạnh phạt. Mà đúng lúc Diệp Quân đang khiếp sợ, thì bên phải cuối chân trời cũng đột nhiên có một luồng khí thế mạnh mẽ phóng lên, tiếp đó là hơi thở đại đế đáng sợ khác bao phủ lấy. Hơi thở đại đế, những kiếm tu đang tu luyện bên trong tiểu tháp đều ngớ người. Lại có một người đạt đến đại đế nữa rồi hả? Phía cuối chân trời có một cô gái đang bước đi. Chính là Hy Nương. Hai đại đế, hạnh phạt xuất hiện trước mặt Diệp Quân, gã A nhìn Diệp Quân một cái rồi không chút do dự chậm rãi quỳ một gối xuống, bái kiến quân đế. Diệp Quân khế mỉm cười, hắn nhấc tay phải lên, hạnh phạt được một sức mạnh ôn hòa nâng dậy. Mà lúc này,
Hy Nương cũng xuất hiện ở trước mặt Diệp Quân, nhưng cô ta không quỳ xuống mà chỉ cười nhìn Diệp Quân, "Quân đế, ta vừa mới đột phá, muốn lĩnh giáo quân đế một chút, không biết quân đế có bằng lòng chỉ điểm." Không phải là cô ta không thể thần phục, thế nhưng với cô A mà nói thì phải xem thực lực của Diệp Quân đã, nếu thực lực của Diệp Quân không vượt xa cô ta thì cớ gì cô ta phải thần phục. Tất nhiên sở dĩ cô ta có suy nghĩ này là vì lúc trước khi Diệp Quân đại chiến cùng nền văn minh Toại Minh, cô ta đang bế quan nên không biết tình huống ở bên ngoài. Diệp Quân nhìn Hy Nương, cười nói, được thôi. Nói rồi, hắn xòe tay ra, kiếm Thanh Huyền xuất hiện trong tay hắn, cô so tài với kiếm của ta đi. Vừa dứt lời, hai người đã cùng xuất hiện trong một thế giới hư vô. Hy Nương nhìn chằm chằm Diệp Quân, ta sẽ không hạ thủ lưu tình. Dứt lời, cô ta bước về trước một bước, một luồng uy thế đại đế đáng sợ như núi đổ ập xuống Diệp Quân, nhưng luồng uy thế kia vừa đến gần Diệp Quân đã tiêu tán không thấy đâu. Hy Nương nhíu mày lại, một khắc sau, cô ta đột nhiên vung tay phải lên, tiếng lắc tay đinh đang vang lên, chỉ trong nháy mắt, toàn bộ thế giới hư vô bỗng rung lên. Ngay sau đó, từng bộ xác chết chợt hiện lên ở xung quanh, chúng lũ lượt nhào đến Diệp Quân như thủy triều. Lúc này, kiếm Thanh Huyền của Diệp Quân đột nhiên bay ra. Xoẹt! Theo luồng kiếm quang sáng như tuyết chợt hiện lên ở không trung, toàn bộ thế giới này chợt sụp đổ trong nháy mắt, xung quanh khôi phục lại sự yên lặng. Mà giữa trán Hy Nương đã có một thanh kiếm chĩa thẳng vào. Cô ta không thể tin được, sắc mặt tái nhợt, cô ta không đỡ nổi được một chiêu kiếm. Hạnh Phạt ở bên cạnh nhìn Diệp Quân, biểu cảm cũng nghiêm lại, gã ta biết người phụ nữ này đánh không lại Diệp Quân, nhưng không ngờ rằng lại không thể chịu được một đòn như thế. Diệp Quân xòe tay ra, kiếm Thanh Huyền lại bay trở về trong tay hắn, hắn nhìn Hy Nương, từ giờ trở đi, hai người cùng đối luyện với những thần tướng đồng vàng kia, nâng sức mạnh của bản thân lên. Hạnh Phạt cung kính thi lễ, tuân lệnh. Hy Nương do dự một lúc cũng cúi người thật thấp, tuân lệnh. Diệp Quân rời khỏi tiểu tháp đi đến trước ghế Thánh Vương, bọn họ có đáp lời không? Ghế Thánh Vương trầm giọng nói, vẫn chưa. Diệp Quân gật gật đầu, vậy thì đợi thôi. Cựu thổ, nền văn minh Toại Minh. Cố vấn các. Một thanh niên đột nhiên đi vào rồi hành lễ cung kính với Toại Cổ Kim đang ngồi trên cao. Đại nhân, Huyền Chính đã chết trận, 100 thần tướng đồng vàng đã rơi vào tay kiếm tu kia. Nói rồi, hắn ta dừng lại một chút rồi nói tiếp, ghế Thánh. Vương bên kia truyền lời đến, nói kiếm tu đó muốn được chiêu hàng. Toại Cổ Kim đang đọc sách, bình tĩnh nói, hắn muốn kéo dài thời gian, lập tức khởi động đạo chiếu, xem thử thế lực sau lưng hắn mạnh đến cỡ nào. Thanh niên cung kính thi lễ, đã rõ. Nói xong, hắn ta lùi ra. Một phút sau, một luồng thần quang đại đạo đột nhiên phóng lên trên nền trời văn minh Toại Minh, trong chớp mắt đã xuyên qua vô số vũ trụ tinh hà, đánh thẳng đến thập hoang. Thời khắc này, toàn bộ cựu thổ đều khiếp sợ. Nền văn minh Toại Minh đã khởi động sát chiêu đạo chiếu. Chẳng lẽ là phát hiện ra văn minh cấp thần linh rồi à? Chẳng mấy chốc, hai văn minh còn lại bắt đầu điều tra tình hình. Khi biết đạo chiếu nhắm vào thập hoang thì cả hai đều trợn tròn mắt. Đánh một nơi còn con thế mà phải dùng đến đạo chiếu. Điên rồi sao? Thập hoang. Diệp Quân không biết cảm nhận được gì mà đột nhiên ngẩng đầu lên. Ánh mắt của hắn xuyên qua vô số tinh hà, cuối cùng thấy được luồng thần quang kia. Khi thấy thần quang đó, sắc mặt hắn lập tức tái nhợt như tuyết. Ghế Thánh Vương đột nhiên sợ hãi reo lên thất thanh, mẹ nó đó là đạo chiếu đấy, là đại sát chiêu của nền văn minh Toại Minh, bọn họ điên rồi à? Bọn họ muốn hủy diệt toàn bộ thập hoang này sao? Tiêu đời rồi, tiêu rồi. Diệp Quân đột nhiên gào lên, tháp ra. Tiểu tháp run giọng nói, đại ca. Người thật sự muốn ta đỡ giúp hả? Ta cảm thấy mình không đỡ nổi đâu. Sắc mặt Diệp Quân xám xịt đến mức trước nay chưa từng thấy, thu toàn bộ thập hoang cùng cấm địa cổ hoang và nền văn minh bỉ ngạn vào thế giới của ngươi nhanh đi. Dứt lời, hắn vọt thẳng lên trên tinh không xa xôi, ánh mắt dán chặt vào luồng thần quang đang xuyên qua vô số thời không kia, tay phải đã run lên dữ dội. Diệp Quân hít sâu một hơi, sau đó gào lên, tiểu hồn, hợp đạo. Hợp đạo. Khi thấy tia thần quang đại đạo kia, đừng nói là ghế Thánh Vương, cho dù là Diệp Quân cũng thấy có chút tuyệt vọng. Điên rồi sao? Nền văn minh Toại Minh này điên rồi sao? Thẳng tay dùng đến thứ này luôn. Hắn muốn ngu luôn, nhưng hết cách rồi, lúc này hắn phải đứng ra gánh vác, nếu không thì tất cả sẽ kết thúc.
Lúc Diệp Quân vừa dứt lời, kiếm Thanh Huyền lập tức rung lên, một tiếng kiếm ngân vang khắp chư thiên vạn giới, ngay sau đó là từng luồng kiếm ý trật tự đáng sợ dâng trào lên trong cơ thể Diệp Quân. Cùng lúc đó, hơi thở trên người hắn cũng tuôn ra như thủy triều, một người một kiếm hòa hợp với nhau, mà trong khoảnh khắc họ hợp đạo kia, hơi thở của Diệp Quân lập tức tăng vọt, vượt qua hẳn hơi thở mà một đại đế bình thường nên có. Nhưng Diệp Quân vẫn cảm thấy không đủ. Hắn nhanh chóng thúc giục ba loại sức mạnh huyết mạch trong cơ thể. Ba loại sức mạnh huyết mạch trong cơ thể hắn phóng lên trời, chỉ trong một thoáng, toàn bộ tinh hà đã biến thành một biển máu. Diệp Quân hít sâu một hơi, hắn nhìn vào tỉnh hà vũ trụ xa xôi, vì phong ấn kia nên uy thế của thần quang đại đạo kia ngày càng yếu thế, nhưng nó vẫn vô cùng khủng bố, sức mạnh ẩn chứa trong đó cho dù có cách xa vô số vũ trụ tinh hà vẫn đủ để khiến hắn cảm thấy hồi hộp. Đừng nói là tháp ra, cả hắn cũng thấy có hơi sợi. Cảm giác này còn kinh khủng hơn cả lúc hắn đối mặt với Phạn Chiêu Đế. Thế nhưng lúc này hắn không thể lùi bước được. Nếu hắn lùi thì tất cả vũ trụ phía sau hắn đều coi như xong. Diệp Quân lại hít một hơi thật sâu, một khắc sau, hắn lập tức háo thành một luồng kiếm quang biến mất ở sâu trong tinh hà, lao thẳng về phía thần quang đại đạo kia, mà khi hắn ngày càng gần luồng thần quang đó, trong lòng hắn lại càng sợ hãi. Thế nhưng, ánh mắt hắn lại không hề ánh lên tia nhún nhường nào. Thật ra nếu hắn muốn chạy trốn thì thứ này chưa chắc có thể đuổi theo được hắn, dù sao kiếm Thanh Huyền có thể tùy ý xuyên qua các tinh hà vũ trụ, nhưng vấn đề là hắn tuyệt đối không được trốn. Rốt cục Diệp Quân cũng đã đối diện với luồng thần quang kia trong một tinh hà không rõ tên, hắn không chút do dự vung kiếm ra chém đến. Lúc này đây, hắn đã phát huy sức mạnh của bản thân đến cực hạn. Tuy hắn cảm giác bản thân có thể sẽ chết, nhưng vẫn quyết chí tiến lên như cũ. Khoảnh khắc kiếm Thanh Huyền mạnh mẽ chém lên luồng thần quang đó, mấy trăm nghìn tỉnh vực xung quanh lập tức hóa thành bột mịn. Sức mạnh to lớn trực tiếp chấn lùi hắn ra khỏi mấy vạn tinh vực, hắn căn bản không thể chống đỡ được. Khi vừa mới tiếp xúc, toàn thân hắn đã nhanh chóng rạn nứt, máu tươi rỉ ra, sức mạnh huyết mạch trong nháy mắt đã bị đánh tan, nhưng cũng may uy lực đó không thể xóa sổ được huyết mạch của hắn. Bởi vậy hắn vẫn tiếp tục thúc giục lại sức mạnh huyết mạch của mình, mà kiếm ý của hắn cũng giống với huyết mạch, vừa tiếp xúc đã bị đánh tan. May mà kiếm Thanh Huyền vẫn đủ cứng. Nếu không trong nháy mắt vừa tiếp xúc đó, kiếm gãy thì người cũng tan. Thế nhưng luồng thần quang đại đạo kia vẫn chưa biến mất, không chỉ thế mà sức mạnh to lớn đó còn chấn lùi hắn liên tục, chỉ trong khoảnh khắc mà hắn đã thối lùi qua không biết bao nhiêu tinh vực. Diệp Quân đột nhiên gào lên. Khuôn mặt hắn vặn vẹo đến mức biến dạng, lúc này hắn đang phải hứng chịu cơn đau tột cùng, uy lực của luồng sáng kia đã vượt quá nhận thức của hắn, nhưng hắn vẫn nắm chặt kiếm Thanh Huyền bước về phía trước. Hắn điên cuồng điều động toàn bộ sức mạnh của bản thân mình, muốn chém nát luồng thần quang đó, bởi vì hắn biết nếu cứ tiếp tục kéo dài như thế này thì hắn sẽ không thể chịu đựng được nữa. Hơn nữa nếu luồng thần quang này tiếp tục tiến vào thập hoang, thì tất cả còn lại đều phải chết. Có lẽ là vì kiếm Thanh Huyền. Hoặc cũng có thể do phong ấn của bi tâm từ để lại, mà luồng thần quang đại đạo kia đã xuất hiện một vài vết nứt nhỏ. Điều này khiến Diệp Quân thấy được một chút hy vọng, hắn điên cuồng gào lên, hai tay đã nứt toác vẫn nắm chặt lấy kiếm Thanh Huyền, sức mạnh huyết mạch cùng kiếm ý trật tự trong cơ thể hắn vẫn điên cuồng tuôn ra, ánh kiếm màu đỏ tựa như hóa thành một tấm khiên chắn trước mặt Diệp Quân, cố sức cản lại luồng thần quang kia. Mà các vết nứt bên ngoài luồng sáng đó đã ngày càng nhiều hơn. Nhưng sức mạnh ẩn chứa bên trong nó vẫn không suy xuyến. Diệp Quân vẫn cố sức chống đỡ, nhưng vẫn không thể không ngừng lùi lại về sau, trong vài hơi thở, hắn đã bị đẩy lùi hơn mấy trăm nghìn tinh vực. Lúc này đây, toàn thân hắn đã nứt toác như mạng nhện, trông cực kỳ đáng sợ. Chẳng mấy chốc, bọn họ đã sắp đến được vũ trụ thập. Hoang! Diệp Quân đột nhiên rít lên một tiếng, hai mắt biến thành màu đỏ quạch, kiếm ý vô địch cũng xuất hiện trong khoảnh khắc này. Tất cả sức mạnh của hắn đã dốc hết toàn bộ ra vào giờ khắc này, rốt cuộc ngay khoảnh khắc luồng thần quang kia sắp rơi vào vũ trụ thập hoang, kiếm Thanh Huyền đã xé toác được nó ra, kiếm dài cắm thẳng vào trong luồng sáng, khiến luồng sáng bị cắt thành hai nửa. Cùng lúc đó sức mạnh huyết mạch cùng kiếm ý trật tự cũng nhanh chóng bùng lên, phân giải hết những luồng sáng li ti xung quanh. Mà gần như ngay khoảnh khắc đó, Diệp Quân đã ngã thẳng xuống, giờ phút này toàn thân hắn như vừa bước ra từ ao máu. Các vết nứt trên người không ngừng có màu chảy ra tí tách, trông vô cùng đáng sợ. Không chỉ thế, thần hồn của hắn lúc này cũng như vừa bị rút sạch, cả người bị thương nặng nề,
cảm giác mê mang nhanh chóng ập đến như sóng trào. Hắn suýt nữa đã bị đánh đến hồn phi phách tán. Lúc này, tiểu tháp đột nhiên xuất hiện bên cạnh Diệp Quân, tiểu tháp vội vàng phóng một luồng sáng vàng ra bao trùm lấy Diệp Quân lại, khế hỏi, nhóc con, ngươi còn chịu nổi không? Diệp Quân khép hờ hai mắt, lúc này hắn không còn sức lực để mở miệng nữa. Bạn đang đọc truyện mới tại metroinhot.vn, truyện được cập nhật liên tục, hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé, bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ. Mà khoảnh khắc tiểu tháp và Diệp Quân biến mất đó, ở nơi nào đó trong bóng tối có một bóng mở chậm rãi bước ra, người đó liếc nhìn nơi Diệp Quân vừa biến mất, khẽ nói, lấy sức một người để chống lại đạo chiếu, thực lực của hắn khó lòng lường được. Bên trong tiểu tháp, qua một lúc lâu, Diệp Quân dần khôi phục lại một chút nguyên khí, các vết nứt trên người hắn đã khép lại, nhưng hắn vẫn cảm thấy rất suy yếu. Tiểu tháp vẫn còn sợ hãi trong lòng, luồng thần qua kia quá phi lý. May mà ngươi đã thu hết toàn bộ thập hoang, cổ hoang và văn minh bỉ ngạn vào tiểu tháp, nếu không chỉ uy thế của nó thôi cũng đã đủ phá nát toàn bộ. Thật ra nó cũng có hơi khiếp sợ thực lực của Diệp Quân bây giờ, nó không ngờ Diệp Quân lại có thể cưỡng chế luồng sáng kia lại như vậy được. Tất nhiên việc này không thể không kể công đến Kiếm Thanh Huyên. Cũng chỉ có Kiếm Thanh Huyên mới có thể chịu đựng được sức mạnh của luồng thần quang kia, đổi thành những thần vật khác thì đã sớm gãy tan nát rồi. Diệp Quân hít một hơi thật sâu, trong mắt đầy vẻ kiêng kỵ, hắn nhìn Kiếm Thanh Huyên trong tay, cũng may lần này hắn đã khôi phục tu vi, nếu không chỉ dựa vào Kiếm Thanh Huyên thì căn bản không thể chống lại được luồng sức mạnh đáng sợ đó. Tất nhiên hắn chưa từng ngờ rằng nền văn minh Toại Minh lại chơi lớn như vậy, vừa ra tay đã đánh nát mấy triệu tinh vực vũ trụ. Xem ra nền văn minh Toại Minh đã bắt đầu xem trọng hắn. Muốn âm thầm phát triển e là không được rồi. Nghĩ đến đây, sắc mặt Diệp Quân không khỏi tối đi. Tiểu tháp đột nhiên nói, tiếp theo ngươi có dự định gì không? Diệp Quân im lặng một lát rồi mới đứng dậy đi đến trước ghế Thánh Vương, lúc này ghế Thánh Vương vẫn đang run lẩy bẩy. Diệp Quân nhìn ghế Thánh Vương, vừa rồi là gì vậy? Ghế Thánh Vương vẫn đang trong trạng thái hoảng loạn, qua một lúc lâu mới khế nói, đó là sát khí mạnh nhất của nền văn minh Toại Minh, tên là Đạo Chiếu, bình thường chỉ dùng khi đại chiến với các nền văn minh khác. Ta không ngờ bọn họ lại dùng nó để đối phó ngươi. Khoa trương quá. Đạo Chiếu. Diệp Quân cau mày lại, một lát sau mới trầm giọng nói, lần này ta đã cản lại Đạo Chiếu đó rơi xuống thập hoang. Ghế Thánh Vương hãi hùng nói, bọn họ rất có thể sẽ nạp thêm sức mạnh lớn hơn để đối phó với ngươi. Diệp Quân híp mắt lại, trong mắt hiện lên chiến ý. Nhận ra được chiến ý trên người Diệp Quân, Ghế Thánh Vương do dự một lúc rồi nói, ngươi sẽ không phản công lại nền văn minh Toại Minh chứ? Diệp Quân không nói gì, hắn liếc mắt nhìn ghế Thánh Vương, người vẫn có thể liên lạc với bọn họ đúng không? Ghế Thánh Vương gật đầu, có thể. Diệp Quân gật gật đầu, đến lúc đó ta sẽ bảo ngươi làm việc. Nói xong, hắn xoay người rời đi. Bạn đang đọc truyện mới tại metroinhot.vn, truyện được cập nhật liên tục, hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé, bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ. Diệp Quân bình tĩnh nói, ừ. Ghế Thánh Vương lại hỏi, mạnh đến đâu? Diệp Quân đáp, chắc búng tay là diệt được một cái cựu thổ. Nói xong, hắn xoay người rời đi. Ghế Thánh Vương ngẩn ra, sau đó vội la lên, đại ca, người đừng có nói đùa. Ta hỏi thật lòng mà. Diệp Quân đi ra ngoài, hắn nhìn vào nơi sâu trong vũ trụ tinh hà, ánh mắt dần trở nên âm trầm. Tiểu tháp trầm giọng nói, nhóc con. Đừng nói là ngươi muốn phản công lại nền văn minh Toại Minh nhé. Diệp Quân trầm mặc, thấy Diệp Quân im lặng, tiểu tháp cả kinh nói, không phải đó chứ. Diệp Quân bình tĩnh đáp, sao mà được được. Tiểu tháp nghe vậy mới thở phào nhẹ nhõm, vậy ngươi có tính toán gì? Diệp Quân trả lời, chơi chiến thuật rút quân. Tiểu tháp, cựu thổ. Bên trong thần điện ở nền văn minh Toại Minh, tám trưởng lão tụ hội lại đây, không ai là bản thể, chỉ có bóng mờ. Ngay lúc này, trên gương mặt già nua của tám trưởng lão đều có chút khó coi. Huyền Chính chết rồi. 100 thần tướng đồng vàng dẫn theo cũng rơi vào tay kiếm tu kia. Điều kỳ quái nhất là thanh niên kia lại có thể ngăn chặn được sức mạnh Đạo Chiếu. Quá bất hợp lý. Tuy Đạo Chiếu chỉ mới phát ra 1/10 sức mạnh, thêm vào bị phong ấn của bi tâm tự áp chế, nhưng đó cũng không phải là sức mạnh mà một người cảnh giới đại đế có thể chống lại. Hắn thật sự đã khiến bọn họ ngạc nhiên. Đúng lúc này,
một cô gái đi vào. Nhìn thấy người đến, và trưởng lão lập tức biến sắc, người này là Toại Cổ Kim. Toại Cổ Kim nhìn mọi người một lượt, việc này bây giờ cứ giao cho ta. Đại trưởng lão dẫn đầu trầm giọng nói, Cổ Kim đại nhân, rốt cuộc thanh niên kia có lai lịch như thế nào? Còn nữa, hắn rốt cuộc có thực lực ra sao? Các trưởng lão còn lại cùng hiếu kỳ nhìn về phía Toại Cổ Kim. Toại Cổ Kim đi đến ngồi xuống ghế chủ vị, không nói gì, Ai Ngọc chỉ nhẹ nhàng vung lên, một màn sáng xuất hiện trong đại điện. Bên trong màn sáng là hình ảnh Diệp Quân chống lại đạo chiếu, khi thấy Diệp Quân dùng cảnh giới đại đế để gắng gượng cản lại đạo chiếu, các trưởng lão trong điện đều thấy vô cùng khiếp sợ. Lên Google tìm kiếm từ khóa Metruyen không tê để đọc những chuyện ngôn tình, tổng tài nhanh và mới nhất nhé. Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ. Tự ta đến. Trong điện, vài trưởng lão đưa mắt nhìn nhau, trong mắt đều là vẻ hiếu kỳ, vị quan cố vấn đứng đầu này sao đột nhiên lại thấy hứng thú với tên kiếm tu kia. Nhưng bọn họ vẫn không dám nói gì, Toại Cổ Kim cũng không nhiều lời nữa mà đứng dậy rời đi. Sau khi Toại Cổ Kim rời đi, một trưởng lão trầm giọng nói, thanh niên kia e là không đơn giản. Một trưởng lão khác lại nói, hắn có thể lấy sức một người để cản lại đạo chiếu, tuy chúng ta chỉ mới huy động 1/10 sức mạnh của nó, cộng thêm sức mạnh của đạo chiếu đã bị phong ấn ở vũ trụ kia trấn áp, nên uy lực thật sự đã bị giảm đi 2 lần. Nhưng đó vẫn là một luồng sức mạnh khủng bố, chiến lực chân chính của hắn e là đã đạt đến đỉnh cao tiên đế. Đỉnh cao tiên đế. Các trưởng lão khác đều nhíu mày lại. Nếu ở cựu thổ thì một vị tiên đế cũng không có gì đáng ngạc nhiên, nhưng ở thập hoang mà lại xuất hiện một vị tiên đế thì quả thật không hề bình thường. Bởi vì tài nguyên thành đế của thập hoang đã bị bọn họ vơ vét hết, mà tài nguyên để thành tiên đế thì thập hoang căn bản không có. Trong tình huống đó mà lại có được thực lực của tiên đế. Quá không bình thường. Một trưởng lão mặc áo bào đen đột nhiên nói, theo ta thấy sự tình không đơn giản như vậy. Nếu thật sự chỉ là một tiên đế thì cũng không đến mức quan cố vấn đứng đầu tự mình ra tay. Có trưởng lão đột nhiên nói, nghe nói quan chấp hành đứng đầu họ phản kia cũng đến từ nơi đó. Ánh mắt của các trưởng lão đều nghiêm lại, trong đại điện chợt trở nên tĩnh lặng. Diệp Quân dứt khoát dẫn toàn bộ vũ trụ rời đi, đánh không lại, hoàn toàn đánh không lại. Vốn hắn còn muốn âm thầm phát triển, nhưng bây giờ xem ra nền văn minh Toại Minh là người nhạy bén. Họ chắc chắn sẽ không cho hắn cơ hội phát triển, nên hắn chỉ có thể chạy nhanh thôi. Còn vấn đề sinh mệnh trôi qua trong tháp như thế nào thì hắn không có thời gian để quan tâm nhiều đến vậy. Cũng may bên trong tiểu tháp hiện tại có mạch đế nguyên cực phẩm, linh khí nồng nặc hơn rất nhiều so với bên ngoài, nên việc sinh linh của thập hoang, cổ hoang và nền văn minh bỉ ngạn vào tháp tu luyện chắc chắn là một cơ duyên o lớn đối với bọn họ. Nhất là với những người đã đến chuẩn đế. Bởi vì trong tháp có mạch đế nguyên cực phẩm nên đã giúp họ tăng tỷ lệ đột phá thành đế lên rất nhiều, quan trọng nhất vẫn là thời gian, 10 năm trong tháp bằng 1 ngày ở ngoài. Thời gian, ái nguyên, tất cả đều có ở đây, chuyện này với họ mà nói quả thật là cơ hội 1000 năm có 1. Không thể nghi ngờ nữa, cho dù là thập hoang, cấm địa cổ hoang hay nền văn minh bỉ ngạn, bọn họ đều sắp bước vào thời kỳ được phát triển cấp tốc. Tất nhiên chuyện này cũng có chỗ tốt cực lớn cho Diệp Quân. Bởi vì những người này đều dưới sự trị vì của hắn, là tín đồ thuộc về hắn, bọn họ càng mạnh thì hắn cũng sẽ càng mạnh. Hiện tại việc hắn cần làm là tạo ra nhiều mạch đế nguyên cực phẩm. Bởi vì tốc độ tiêu hao của linh khí bên trong tiểu tháp vô cùng nhanh chóng, một khi linh khí trong đây tiêu hết sạch thì nhất định sẽ xảy ra đại loạn, bởi vì không còn tài nguyên thì chắc chắn sẽ sinh ra nạn cướp bóc, tranh đoạt. Mà linh khí bên trong tiểu tháp nhiều nhất cũng chỉ đủ duy trì thêm 1000 năm. Tính thời gian thật thì cũng chỉ hơn 3 tháng một chút. Đến kỳ hạn 3 tháng, một là hắn thả hết bọn họ ra ngoài, hoặc là phải có thêm càng nhiều linh mạch và đế tinh. Nếu không bên trong chắc chắn sẽ đại loạn. Bên trong tinh không mịt mù, Diệp Quân ngự kiếm bay đi. Tiểu tháp đột nhiên nói, ngươi chuẩn bị đi đâu? Diệp Quân liếc mắt nhìn trời sao xa xăm, đến cựu thổ. Tiểu tháp cả kinh nói, ngươi muốn đến thẳng cựu thổ. Diệp Quân gật đầu. Trầm giọng nói, chỗ nguy hiểm nhất chính là chỗ an toàn nhất. Tiểu tháp nói, ngươi làm vậy có chút mạo hiểm. Diệp Quân nói, không còn cách nào cả, bây giờ ta có đến các văn minh vũ trụ khác thì chỉ có điều làm hại người khác, bởi vậy ta chỉ có thể đến cựu thổ, đến đó rồi từ từ tính tiếp. Tiểu tháp trầm giọng nói, nền văn minh Toại Minh đó không đơn giản đâu, ngươi phải cẩn thận. Diệp Quân gật gật đầu,
lần này suýt nữa đã xóa sổ hắn rồi, hắn thật sự không ngờ đối phương lại dùng đến thứ đó để đánh mình. Nếu như không phải vì vũ trụ này có phong ấn thì hắn thật sự đã xong đời rồi. Nghĩ đến luồng thần quang kia, trong lòng hắn vẫn còn thấy sợ hãi, việc này cũng khiến hắn hiểu rằng bây giờ bản thân và nền văn minh Toại Minh đang có một sự chênh lệch cực kỳ lớn, tuyệt đối không thể cứng chọi cứng với người ta, phải dùng mưu mô, phải chơi chiêu trò. Diệp Quân hít một hơi thật sâu, lần này cũng đã cảnh tỉnh hắn, hắn tuyệt đối không được tự cho là mình thông minh rồi đi coi thường người trong thiên hạ, từ giờ trở đi, hắn nhất định phải dốc toàn bộ tinh lực để ứng phó với nền văn minh Toại Minh này. Hắn không nghĩ nhiều nữa, mà điều động kiếm thanh huyền để nhảy qua vô số tinh vực, đi thẳng đến cựu thổ. Thật ra cũng may là có kiếm thanh huyền, nếu không với thực lực của hắn bây giờ, muốn đến cựu thổ thì thật sự không biết phải đi đến năm tháng nào. Khi nhảy qua các tinh vực, tiểu tháp đột nhiên nói, sau khi cản lại thần quang kia, người có thu hoạch được gì không? Nghe vậy, Diệp Quân nở nụ cười, thu hoạch không ít. Nói đến đây hắn cũng không khỏi phải cảm thán. Rất nhiều khi cần phải đến lúc đánh đến mức bị dồn vào đường cùng, thì mới kích phát được tiềm lực của con người. Bạn đang đọc truyện mới tại metroinhot.vn. Chuyện được cập nhật liên tục. Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé. Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ. Không chỉ hắn mà kiếm thanh huyên cũng có được thu hoạch không nhỏ, hắn có cảm giác kiếm thanh huyên cũng đã xảy ra rất nhiều biến hóa. Bây giờ kiếm thanh huyên đã không còn là một thanh kiếm bình thường, nó cũng sẽ tự mình tu luyện. Không biết qua bao lâu, Diệp Quân dừng lại, hắn đột nhiên quay đầu, một khắc sau, kiếm thanh huyên đã phá không lao đi, thời không cách đó nghìn trước lập tức bị phá vỡ. Ha ha! Lúc này, một tiếng cười khẽ đột nhiên vang lên từ phương xa, phát hiện ra rồi à? Vừa dứt lời, một người đàn ông mặc áo bào đen chậm rãi bước ra. Diệp Quân xòe tay ra, kiếm thanh huyên bay về tay hắn lại, hắn nhìn chằm chằm người đàn ông mặc áo đen nọ. Một tia sát khí chợt lóe lên, người từ nền văn minh Toại Minh. Người đàn ông áo bào đen lắc đầu, không phải. Diệp Quân nhíu mày lại. Người đàn ông áo đen nhìn chằm chằm Diệp Quân, người căn bản không phải là cảnh giới đại đế. Diệp Quân bình tĩnh nói, ông là ai? Người đàn ông áo bào đen cười nói, người có biết chủ nhân bút đại đạo không? Diệp Quân hơi nhíu mày lại, nói không hề nghĩ, không biết. Người không thành thật. Người đàn ông áo bào đen đi đến cách một khoảng trước mặt Diệp Quân, tự giới thiệu một chút, ta tên là Tân Vô Đạo, đến từ một văn minh vũ trụ vô cùng xa xôi, ta phụng lệnh vực chủ đến điều tra ngươi. Diệp Quân nhìn chằm chằm Tân Vô Đạo, điều tra ta. Không chỉ hắn mà kiếm thanh huyên cũng có được thu hoạch không nhỏ, hắn có cảm giác kiếm thanh huyên cũng đã xảy ra rất nhiều biến hóa. Bây giờ kiếm thanh huyên đã không còn là một thanh kiếm bình thường, nó cũng sẽ tự mình tu luyện. Không biết qua bao lâu, Diệp Quân dừng lại, hắn đột nhiên quay đầu, một khắc sau, kiếm thanh huyên đã phá không lao đi, thời không cách đó nghìn trước lập tức bị phá vỡ. Ha ha! Lúc này, một tiếng cười khẽ đột nhiên vang lên từ phương xa, phát hiện ra rồi à? Vừa dứt lời, một người đàn ông mặc áo bào đen chậm rãi bước ra. Diệp Quân xòe tay ra, kiếm thanh huyên bay về tay hắn lại, hắn nhìn chằm chằm người đàn ông mặc áo đen nọ. Một tia sát khí chợt lóe lên, người từ nền văn minh Toại Minh. Người đàn ông áo bào đen lắc đầu, không phải. Diệp Quân nhíu mày lại. Người đàn ông áo đen nhìn chằm chằm Diệp Quân, người căn bản không phải là cảnh giới đại đế. Diệp Quân bình tĩnh nói, ông là ai? Người đàn ông áo bào đen cười nói, người có biết chủ nhân bút đại đạo không? Diệp Quân hơi nhíu mày lại, nói không hề nghĩ, không biết. Người không thành thật. Người đàn ông áo bào đen đi đến cách một khoảng trước mặt Diệp Quân, tự giới thiệu một chút, ta tên là Tân Vô Đạo, đến từ một văn minh vũ trụ vô cùng xa xôi, ta phụng lệnh vực chủ đến điều tra ngươi. Diệp Quân nhìn chằm chằm Tân Vô Đạo, điều tra ta. Tân Vô Đạo gật gật đầu, chắc ngươi không biết, trước đây không lâu chủ nhân bút đại đạo đã đến chỗ của chúng ta, sau đó bảo chúng ta mau đi giết ngươi. Diệp Quân trầm mặc, đồ chó, tên chủ nhân bút đại đạo chó chết này. Ông đang lén lút phát triển bản thân mà tên chó đó lại đi kéo địch về, chẳng trách sao mình liều mạng nỗ lực vậy đều vô dụng hết, chỉ vì kẻ địch của hắn mãi mãi ở đẳng cấp trên hắn. Mẹ kiếp! Quá chó! Lên Google tìm kiếm từ khóa Metroin gạch dưới hot để đọc những chuyện ngôn tình, tổng tài nhanh và mới nhất nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ.
Diệp Quân hỏi, ta có thể gặp chủ nhân bút đại đạo không? Tân vô đạo nói, e là bây giờ người không đánh lại ông ta được. Diệp Quân bình tĩnh nói, ta có thể chửi chết ông ta hoặc gọi người nhà đến. Tân vô đạo, Diệp Quân rất khó chịu, bởi vì hắn đang âm thầm phát triển, ngay cả tu vi cũng giấu nhẹm, chỉ hận không thể mai danh ẩn tích, mà hắn không ngờ tên kia lại đi tới đâu đó tìm kẻ địch về cho hắn. Điên rồi à, chơi như vậy luôn. Tân vô đạo đột nhiên nói, Diệp công tử, chúng ta không có địch ý với ngươi, lần này ta đến chỉ muốn làm quen với ngươi thôi. Diệp Quân nhìn về phía Tân vô đạo, không nói gì. Tân vô đạo nói, tất nhiên để tỏ lòng thành ý, ta sẽ tiết lộ cho ngươi hai thông tin ngươi chưa biết. Thứ nhất, hiện tại người nhắm vào ngươi là quan cố vấn đứng đầu toại cổ kim của nền văn minh toại minh, Diệp công tử, chắc ngươi không biết người này là ai. Nhưng ta cho ngươi biết, đó là một người thật sự vô cùng đáng gờm. Nền văn minh toại minh có thể phát triển nhanh như vậy, đồng thời có thể đứng vững ở cựu thổ thì không thể không kể đến công của cô ta. Không chỉ vậy, cô ta còn từng dùng mấy triệu vũ trụ làm quân tốt thí để tranh về cho nền văn minh toại minh một địa bàn tiên vực. Nói tóm lại, người này là một nhân vật cực kỳ đáng sợ. Diệp Quân nhíu mày lại. Tân vô đạo lại nói tiếp, theo lý mà nói. Cô ta không nên nhắm vào ngươi mới phải, thứ cho ta nói thẳng, với thực lực của ngươi bây giờ hoàn toàn không lọt được vào mắt cô ta, nhưng cô ta cứ nhắm vào ngươi, chuyện này có chút không bình thường. Diệp Quân trầm giọng nói, có phải là do chủ nhân bút đại đạo không? Tân vô đạo lắc đầu, ta cũng không biết. Diệp Quân trầm mặc. Tân vô đạo tiếp tục nói, thứ hai, đờ chúng ta biết, chủ nhân bút đại đạo không chỉ tới tìm chúng ta, mà ông ta còn đến nhiều tiên vực khác. Vẻ mặt Diệp Quân cứng lại. Tân vô đạo cười nói, vực chủ của chúng ta là người cẩn thận, nên ông ấy không trực tiếp ra tay với ngươi mà chỉ phái ta đi điều tra. Ta điều tra rồi thì phát hiện Diệp công tử cũng không phải một người đơn giản, sau khi báo cáo lại thì vực chủ đã quyết định từ bỏ việc nhắm vào ngươi, đồng thời bán cho ngươi hai ân tình, chuyện là vậy đấy. Diệp Quân trầm giọng nói, vực chủ của các người tên gì? Tân vô đạo mỉm cười nói. Sau này nếu có duyên thì Diệp công tử sẽ biết, ta chỉ có thể nói với ngươi tiên vực chúng ta tên là Tiên vực Thiên phủ. Diệp Quân khẽ gật đầu, chuyện của các người ta sẽ nhớ kỹ. Tân vô đạo mỉm cười, Diệp công tử, sau này gặp lại. Nói rồi ông ta định rời đi. Mà lúc này, Diệp Quân đột nhiên nói, các người hay cựu thổ mạnh hơn. Tân vô đạo đáp, cựu thổ. Diệp Quân nói, còn nền văn minh toại minh thì sao? Tân vô đạo, bọn họ càng mạnh hơn. Diệp Quân trầm mặc. Tân vô đạo nghiêm túc nói, Diệp công tử, đừng xem thường ba văn minh lớn của cựu thổ, hiện tại bọn họ là bá chủ siêu cấp, gốc gác rất đáng sợ, người không thể tưởng tượng ra được đâu. Diệp Quân khẽ gật đầu, đa tạ đã báo tin. Tân vô đạo nói, cáo từ. Nói xong, ông ta đã biến mất. Diệp Quân trầm mặc một lát, sau đó cũng biến mất. Nửa tháng. Nền văn minh toại minh. Cố vấn các. Một thanh niên quả trong cố vấn các, hơi thi lễ, đại nhân, hắn đã đến cựu thổ. Cách đó không xa là toại cổ kim đang đọc sách, cô ta đặt sách xuống, nhanh thật. Thanh niên hỏi, cần phái người bắt hắn lại không? Toại cổ kim chậm rãi nhắm mắt lại, không cần. Thanh niên hơi nghi hoặc. Toại cổ kim khẽ gõ hai ngón tay lên đùi mình, lúc vẫn chưa rõ được thực lực của kẻ địch thì không cần tự mình đi tìm hiểu, có thể. Dùng kế khác. Hai quân cờ kia cuối cùng cũng có thể dùng. Nơi nào đó trong tinh không, Diệp Quân hít một hơi thật sâu tháp, cuối cùng chúng ta cũng đến nơi. Tiểu tháp hỏi, người có muốn thay đổi dung mạo của mình một chút không? Diệp Quân nói trong lòng, tháp ra, người cảm thấy nền văn minh toại minh sẽ không biết ta đã đến à? Tiểu tháp cả kinh nói, sao biết được? Đệt, ý ngươi là ghế thánh vương. Diệp Quân gật đầu. Bạn đang đọc truyện mới tại metroinhot.vn. Chuyện được cập nhật liên tục. Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé. Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ. Tinh vực cựu thổ. Diệp Quân chậm rãi nhắm mắt lại, trong đầu nhớ lại những ký ức không trọn vẹn của ung chủ và huyền chính. Không bao lâu sau, hắn đã hiểu đại khái về cựu thổ này. Rất nhiều năm trước, tinh vực cựu thổ chỉ có một nền văn minh, đó chính là nền văn minh cựu thổ. Nền văn minh này là nền văn minh bản địa của cựu thổ. Nhưng sau này, vì ở đây có linh tổ mạch trong truyền thuyết nên nơi này trở thành vùng đất mơ ước của vô số nền văn minh. Linh tổ mạch. Đây là linh mạch cao cấp nhất trong vũ trụ trước mắt, tương truyền rằng,
linh mạch ở cấp này chỉ thuộc về tổ văn minh trong truyền thuyết. Tổ văn minh hưu. Tương truyền, chủ nhân nền văn minh đứng đầu chính là cộng chủ của tất cả nền văn minh vũ trụ, cũng chính là cộng chủ của vũ trụ. Tương truyền rằng năm đó vị cựu thần của nền văn minh cựu thổ đã tới tổ tinh hệ trong truyền thuyết và lấy được linh tổ mạch ở trong đó. Dù là thật hay giả thì trong số các nền văn minh đã biết, hiện nay chỉ có cựu thổ có linh tổ mạch, mà điều đáng sợ nhất của linh tổ mạch này chính là linh khí có thể liên tục sinh ra, hơn nữa, cấp bậc của linh khí này còn vượt xa tất cả các linh mạch khác. Cũng chính vì vậy, toàn bộ cựu thổ đã trở thành niềm mơ ước của vô số nền văn minh, cũng may thực lực của nền văn minh cựu thổ vô cùng mạnh mẽ, nhất là cựu thần, quả thật là vô địch trần đời, trấn áp hết thảy, vì vậy, dù ao ước đến nhường nào thì cũng không có bất kỳ nền văn minh nào dám ra tay với cựu thổ. Nhưng sau khi cựu thần của cựu thổ đột nhiên biến mất, nền văn minh cựu thổ trở thành rồng mất đầu, ngay sau đó, các nền văn minh khác bắt đầu nhăm nhe cựu thổ. Sau này, dưới sự chỉ dẫn của Vĩnh Sinh chủ, nền văn minh Vĩnh Sinh đã định cư ở cựu thổ. Sau đó nữa, nền văn minh Toại Minh đến, cuộc chiến dựng nước lúc đó của nền văn minh Toại Minh vô cùng kịch liệt, nhất là Bi Tâm Từ, quan chấp hành đứng đầu của nền văn minh Toại Minh, vừa mới tới cựu thổ đã lập tức nghiền nát hết tất cả bằng tư thế bất khả chiến bại và được coi là người kinh khủng nhất sau cựu thần. Sau đó, nền văn minh Toại Minh cũng dừng chân tại cựu thổ. Cuối cùng, ba nền văn minh hợp thành cộng thức, thành lập liên minh, vẫn luôn chung sống hòa bình với nhau cho tới tận bây giờ. Đương nhiên, trong thời kỳ đó cũng đã xuất hiện một sự kiện trọng đại, đó chính là quan chấp hành đứng đầu Bi Tâm Từ của nền văn minh Toại Minh đột nhiên phản bội, suýt chút nữa đánh tan toàn bộ cựu thổi. Ba nền văn minh liên thủ lại, cuối cùng cũng chặn được nàng ấy. Nhưng rốt cuộc là chuyện gì, đến nay vẫn chưa rõ. Một lát sau, Diệp Quân chậm rãi mở mắt ra, nhẹ giọng nói, cựu thần, Vĩnh Sinh chủ, Bi Tâm Từ. Những cái tên này vừa nghe đã biết là đại lão. Tiểu Tháp nói, tiếp theo đây, người có dự định gì? Diệp Quân cười nói, thấy chiêu phá chiêu. Nói xong, hắn đi về đằng xa. Tiểu Tháp đột nhiên thấp giọng thở dài, tiểu tử, ta cảm thấy kẻ địch của ngươi còn mạnh hơn cả cha ngươi. Diệp Quân mỉm cười nói, thật ra cũng tốt, ngươi nghĩ xem, trong thế tục, nếu có người muốn làm hoàng đế thì chẳng phải kẻ địch của hắn sẽ vừa đông vừa mạnh sao? Đương nhiên tên chó má chủ nhân bút đại đạo này dám làm vậy với ta không thể nhịn được. Bạn đang đọc truyện mới tại Me Chuyên Hot, chuyện được cập nhật liên tục, hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé. Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ. Nghĩ tới đây, Diệp Quân cả kinh, mẹ nó. Ý đồ của tên chủ nhân bút đại đạo kia chắc không phải là như vậy đó chứ. Cuộc chiến tranh giành đại đạo. Trước kia cha sáng lập ra thư viện để thiết lập trật tự cũng đã trải qua không biết bao nhiêu khổ cực. Sau này, thời đại của cha kết thúc, không ở đây tham gia chiến đấu nữa. M. Moon. Hắn cảm giác đó là một âm mưu lớn. Tên chó má chủ nhân bút đại đạo này định ép mình vào cuộc chiến tranh giành đại đạo. Ôi! Diệp Quân đột nhiên thở dài. Vừa phải đối phó với nền văn minh Toại Minh, vừa phải cẩn thận đề phòng chủ nhân bút đại đạo chơi xấu sau lưng, hắn thật sự rất mệt mỏi. Mình đang thiếu người giúp. Tiểu Tháp nói, đừng than thở nữa, ta giúp ngươi. Diệp Quân nói, Tháp gia, ta không có ý gì khác, nhưng ngươi nên thăng cấp rồi. Tiểu Tháp! Ngay lúc này, Diệp Quân đột nhiên quay đầu lại nhìn, cách mấy ngàn dặm về phía bên phải có một chiếc tàu sao bay vụt qua, khi thấy chiếc tàu sao kia, Diệp Quân nhất thời cả kinh, chiếc tàu sao lớn không tưởng, nó lớn ngang bằng một tinh cầu, tốc độ rất nhanh, vừa mới xuất hiện ở tinh vực này, một luồng áp lực kinh khủng như rời núi lấp biển đã lập tức nghiền nát hắn. Diệp Quân vội vàng phóng thích kiếm thế phòng ngự, nhưng khu vực thời không hắn đang đứng vẫn bị chèn ép tới nỗi thay đổi hình dạng. Lúc này, tốc độ của chiếc tàu sao kia đột nhiên chậm lại. Diệp Quân nhìn qua, sĩ binh đang đứng trên tàu sao kia có tầm hơn 10.000 người, cơ giáp trên người bọn họ đều là màu vàng, tỏa ra ánh kim quang nhàn nhạt, trong tay còn cầm một cây trường thương. Trên bả vai mỗi người còn có một cơ giáp cỡ nhỏ. Nền văn minh Vĩnh Sinh. Diệp Quân rất tò mò, vì đó là một trong ba nền văn minh Vĩnh Sinh này là nền văn minh kỹ thuật, bọn họ phát triển đạo kỹ thuật, chứ không phải võ đạo. Diệp Quân tò mò đánh giá cơ giáp trên người những cường giả kia, những cơ giáp này trông rất phức tạp, tràn đầy cảm giác công nghệ cao, nhưng không biết uy lực thế nào. Ngay tại lúc này, đám sĩ binh kia đột nhiên tản ra hai bên, tiếp đó,
một cô gái chậm rãi bước ra, cô gái cũng mặc cơ giáp, nhưng cơ giáp cô ta mặc là màu trắng, dưới sự nổi bật của bộ cơ giáp này, dáng người của cô ta càng trở nên thon thả, mái tóc màu tím đậm được buộc thành đuôi ngựa, cả người nhìn vô cùng hiên ngang, tay phải cô ta cầm một thanh kiếm cơ giáp, trên thân kiếm phát ra kiếm mang quỷ dị. Ngay lúc này, cô gái cũng chú ý tới Diệp Quân, khi thấy hắn, cô ta nhíu mày. Diệp Quân nở một nụ cười hiền hậu. Nhưng cô gái lại coi thường hắn, dẫn đám sĩ binh cơ giáp chỉnh tế tới tinh cầu ở đằng xa. Cựu thổ tinh. Thấy cô gái dẫn đám sĩ binh cơ giáp biến mất ở đằng xa, Diệp Quân lắc đầu cười một tiếng, thật ra hắn tò mò về nền văn minh vĩnh sinh này vì mẹ hắn cũng làm về kỹ thuật. Bạn đang đọc truyện mới tại me.hot.vn. Chuyện được cập nhật liên tục. Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé. Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ. Nghĩ tới đây, hắn không khỏi bật cười. Lần sau gặp được mẹ ruột thế nào cũng phải đòi một chút mới được. Bây giờ hắn học giỏi rồi. Có đòi tiền cũng không thể đòi tiền của nền văn minh hiện tại được. Phải đòi tiền của nền văn minh tiếp theo nữa mới có thể tiêu được. Không nghĩ nhiều nữa, hắn cũng biến mất ở đằng xa. Lúc hắn sắp tới gần cựu thổ tinh, một luồng thần thức đột nhiên bao phủ lấy hắn, ngay sau đó, một giọng nói thần bí đột nhiên vang lên bên tai hắn, thân phận không rõ, không được vào. Thân phận không rõ. Diệp Quân sửng sốt. Ngay lúc này, một lão già đột nhiên xuất hiện trước mặt hắn, lão già thản nhiên nhìn hắn, người ngoại lai. Diệp Quân gật đầu. Lão già lạnh lùng nói, muốn vào cựu thổ cần phải làm thẻ căn cước tạm thời, ít nhất là 3 ngày, nhiều nhất là 1 năm. Diệp Quân cạn lời. Mẹ nó. Còn phải làm thẻ căn cước tạm thời. Diệp Quân nói, làm cho ta cái 1 năm. Lão già nói, 30.000 viên đế tỉnh cực phẩm. Cái gì cơ? Diệp Quân lập tức kinh ngạc, 1 năm cần 30.000 viên đế tinh cực phẩm. Lão già nhìn hắn, có vấn đề gì không? Vẻ mặt Diệp Quân tối sầm lại, cựu thổ này thật quá đáng, dù bây giờ hắn cũng có chút đế tinh cực phẩm, nhưng như vậy cũng quá đắt. Thấy ánh mắt lão già có vẻ không mấy thiện cảm, Diệp Quân ngừng suy nghĩ, không thành vấn đề, cho ta tới 1 tháng. Nói xong, hắn lấy đế tỉnh cực phẩm ra đưa cho lão già. Lão già nhìn hắn, nhận lấy đế tinh, sau đó lấy ra một thẻ pha lê đưa cho hắn, nếu 1 tháng sau vẫn còn ở lại cựu thổ, giết chết không tha. Nói xong, ông ta lập tức xoay người biến mất. Diệp Quân cầm thẻ pha lê trước mặt, hắn quan sát một lát, sau đó cất đi, tiếp đó. Hắn ngự kiếm biến mất ở nơi cách đó không xa. Chỉ trong chốc lát, hắn đã tới thành thiên đô phồn hoa nhất cựu thổ. Thành thiên đô này do 3 nền văn minh cùng nhau tạo ra, là thành thị lớn nhất, phồn hoa nhất ở cựu thổ tinh hiện tại. Diệp Quân vừa mới đến thành thiên đô, trước mặt hắn có một tinh hà đại đạo dài tới mấy trăm trượng, đại đạo này trải thẳng từ trước mắt hắn vào trong thành, rộng mấy chục nghìn trượng, toàn bộ đại đạo được tạo thành từ tinh hà, cúi đầu nhìn xuống. Nhìn xuống dưới là vũ trụ tinh hà vô tận, vẻ mặt Diệp Quân vô cùng kích động. Vì hắn phát hiện, đại đạo dưới chân mình thật sự là tinh hà, nhưng bị người ta dùng thần thông vô thượng miễn cưỡng thu nhỏ lại, hơn nữa còn trải dày ra đây. Lên Google tìm kiếm từ khóa Metruyên gạch dưới hot để đọc những chuyện ngôn tình, tổng tài nhanh và mới nhất nhé. Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ. Nó cũng bị thiên đô làm cho chấn động. Diệp Quân đi trên tinh hà đại đạo. Hưng phấn nói, tháp ra, chúng ta có nên thử đưa tòa thành này vào trong tháp không nhỉ? Tiểu tháp yên lặng một lát, sau đó nói, nếu có cô ngươi ở đây thì ta dám. Diệp Quân cười ha ha. Chỉ trong chốc lát, hắn đã tới trước tòa thành kia, đứng trước tòa thành này, hắn đột nhiên sinh ra một cảm giác nhỏ bé. Sau khi vào thành, Diệp Quân phát hiện, những kiến trúc bên trong thành lại càng sầm uất. Cũng không biết đã dùng nguyên liệu gì để chế tạo mà tất cả đều tỏa ra một ánh sáng nhàn nhạt, nhưng không hề nhức mắt. Điều kinh khủng nhất là, sau khi vào thành, hắn phát hiện linh khí trong thành rất dồi dào, ít nhất là gấp 10.000 lần bên trong tiểu tháp. Gấp 10.000 lần. Đó là khái niệm thế nào chứ? Hơn nữa, chất lượng của linh khí hoàn toàn không phải thứ mà đế nguyên cực phẩm có thể so sánh được, trước mặt. Những linh khí này, đế nguyên cực phẩm chỉ là cứt chó. Chỉ trong nháy mắt, hắn đã hoàn toàn coi thường mạch đế nguyên cực phẩm bên trong tiểu tháp. Giờ phút này, hắn cảm thấy rất tự ti, thì ra, nền văn minh cao đẳng lại có tiền đến thế. Nếu có tiểu bạch ở đây thì tốt rồi, lập tức bảo tiểu bạch trộm linh tổ mạch đó đi. Ôi! Diệp Quân thấp giọng thở dài.
bây giờ hắn thật sự rất thiếu tiền. Diệp Quân không biết rằng, bên trong cố vấn các của nền văn minh Toại Minh, Toại Cổ Minh và một đám người cố vấn các nhìn màn sáng trước mắt, mà người trong màn sáng chính là hắn. Mẹ kiếp! Ngay tại lúc này, bên trong màn sáng, Diệp Quân đột nhiên thốt lên vui mừng, hắn nhanh chóng chạy tới bên một pho tượng trước cổng thành, hắn cẩn thận vuốt ve pho tượng, vui vẻ nói, tháp ra, nhìn này, cái này được chế tạo từ đế tinh cực phẩm, à không, cái này không phải đế tinh cực phẩm mà là cỏ thần nguyên tinh cực phẩm trong truyền thuyết đó. Thần nguyên tinh cực phẩm. Một loại tinh thạch vượt xa đế tinh cực phẩm, một viên có thể đổi được ít nhất chục nghìn viên đế tinh cực phẩm. Bạn đang đọc truyện mới tại metroinhot.vn. Chuyện được cập nhật liên tục. Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé. Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ. Dám trộm pho tượng ư? Trong cố vấn các, mọi người trố mắt nhìn nhau, vẻ mặt vô cùng kỳ lạ. Người này thật sự là người sáng lập ra đạo thống sao? Mọi người lén nhìn về Toại Cổ Kim ở đằng xa, Toại Cổ Kim nhìn chằm chằm màn sáng, không chút cảm xúc. Mọi người cũng không dám nói lời nào, tiếp tục nhìn màn sáng. Trong thành Thiên Đô, Diệp Quân đi dạo trong thành, cứ sờ chỗ này một cái, sờ chỗ kia một cái, ánh mắt vô cùng thán phục, như một tên quê mùa mới lên thành phố vậy. Diệp Quân không hề giả vờ, hắn thật sự rất thán phục nền văn minh cựu thổ này, những kiến trúc của cựu thổ. Hắn nhìn kỹ lại mới phát hiện rằng chúng đều được chế tạo bằng một loại linh thạch đặc biệt. Tinh thạch này không phải thứ tầm thường, năng lượng ẩn chứa trong đó cực kỳ thuần khiết, cầm ra ngoài cũng đạt giá trị liên thành. Hơn nữa, hắn cũng có thể cảm nhận được, bên trong những kiến trúc này đều có trận pháp, còn không chỉ có một loại. Nói cách khác, nếu kẻ địch đánh vào, tất cả kiến trúc trong thành đều có thể lập tức biến thành kiến trúc quân sự vô cùng mạnh mẽ, có thể ngăn được kẻ địch. Không chỉ vậy, hắn còn mơ hồ cảm nhận được sự dao động của những năng lượng mạnh mẽ ở sâu trong lòng đất dưới chân mình. Thiên Đô. Ánh mắt Diệp Quân phức tạp, tòa thành dưới chân thật sự không đơn giản. Đi dạo một hồi, Diệp Quân đột nhiên dừng lại, hắn nhìn về phía cách đó không xa, nơi đó có một tòa lầu cao nguy nga lộng lẫy, người vào người ra, vô cùng náo nhiệt. Diệp Quân nhìn vào chính giữa tòa lầu, ở đó có ba chữ to mạ vàng Dục Tiên Cư. Dục Tiên Cư. Diệp Quân tò mò, hắn nhìn những người đang ra vào kia, người vào thì tràn đầy hưng phấn, còn người ra lại sảng khoái vô cùng, còn có chút chưa thỏa mãn. Diệp Quân nói, tháp ra, chúng ta tới xem một lát đi. Tiểu tháp nói, tùy ngươi. Diệp Quân gật đầu một cái, theo ý tháp ra. Nói xong, hắn nhanh chóng bước tới trước Dục Tiên Cư. Tiểu tháp, bên trong cố vấn các. Khi Diệp Quân đi tới Dục Tiên Cư, vẻ mặt mọi người đầu trở nên kỳ lạ. Rất nhanh, Diệp Quân đã tiến vào Dục Tiên Cư, vừa mới vào đã có một đám cô gái mặc áo mỏng đứng tiếp đón, những cô gái này có dáng người cao gầy, khuôn mặt xinh đẹp tuyệt trần, ánh mắt mê hoặc, đứng ngay ngắn trước mặt hắn. Khi thấy Diệp Quân đi vào, tất cả các cô gái đều đồng loạt hành lễ, cười quyến rũ nói, hoan nghênh đại nhân. Y phục của những cô gái này rất mỏng, tràn đầy sức sống, nhưng bộ phận mấu chốt lại không thấy được, cứ như thấy. Được tất cả nhưng lại không thấy gì cả, rất gian xảo. Nhưng đúng ra cảm giác này lại khiến người ta mê muội, vì những thứ muốn thấy lại không thấy được. Không đúng. Sau khi Diệp Quân bước vào, hắn lập tức phát hiện ra điều gì đó không đúng. Nơi này nhất định không phải là một nơi tốt. Ngay lúc này, một cô gái trong số đó đột nhiên bước tới đỡ lấy tay hắn, thản nhiên cười một tiếng, vị đại nhân này, người cần phục vụ thế nào? Diệp Quân do dự một lát. Sau đó nói, ta là một người đứng đắn. Ha ha! Người phụ nữ kia mỉm cười, cô ta nhìn Diệp Quân, thấy Diệp Quân tuấn tú phong lưu, khí chất cực tốt, ý cười trong mắt càng hiện rõ hơn. Bạn đang đọc truyện mới tại metroinhot.vn, chuyện được cập nhật liên tục, hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé. Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ. Thấy cảnh này, vẻ mặt Diệp Quân cứng đờ ra. Thấy biểu cảm của Diệp Quân, cô gái cười duyên. Nói, đại nhân lần đầu tới chỗ chúng ta phải không? Diệp Quân gật đầu, phải. Cô gái dùng chỗ đầy đặn nhất cọ vào cánh tay Diệp Quân, ánh mắt quyến rũ, đại nhân yên tâm, chỗ chúng ta vô cùng đứng đắn, ha ha. Diệp Quân. Cô gái đột nhiên lấy một tấm thẻ dài ra đưa tới trước mặt Diệp Quân, cười nói, đại nhân, đây là những hạng mục phục vụ của chúng ta, ngài chọn một cái đi. Diệp Quân nhìn tấm thẻ, chỉ thấy hạng mục trên đó chỉ có mười mấy loại. Có cái gì mà đại đạo thôi đản,
băng hỏa lưỡng trọng thiên, bỉ dực song phi, tiêm thủ ma bổng, tiên khẩu thủ kinh. Diệp Quân nghi ngờ nói, cô nương, những hạng mục này là sao? Tại sao ta lại không hiểu? Cô gái nhất thời cười lên, vỗ bả vai Diệp Quân, cười quyến rũ nói, người thật là xấu xa. Diệp Quân, cô gái đột nhiên chỉ một trong số những hạng mục đó, cười nói, công tử, không thì người chọn cái này đi. Diệp Quân nhìn về phía cô gái chỉ, thấy một dòng chữ, trăm hoa đua nở. Diệp Quân mơ hồ, đây là ý gì? Cô gái trừng mắt nhìn, tức là nhiều người một lúc đó, ha ha. Diệp Quân đột nhiên đổ mồ hôi lạnh, trong lòng nói, tháp gia hại ta, ngươi nhìn đi, ngươi bảo ta tới chỗ nào vậy chứ? Tiểu tháp. Diệp Quân nhìn tấm thẻ kia, sau đó chỉ cái cuối cùng, cái này, cho ta cái này đi, hoạt động gân cốt. Hoạt động gân cốt, đây nhất định là một thú vui đứng đắn. Cô gái nhìn Diệp Quân cười nói, công tử, hạng mục phục vụ này cần 2.800 đế tinh cực phẩm. 2.800, Diệp Quân nhức nhối trong lòng, nhưng vẫn lấy ra. Mệt mỏi nhiều năm như vậy rồi, hưởng thụ một chút thì đã sao? Sau khi cô gái nhận lấy tiền, lại cười nói, công tử chờ một lát, chúng ta lập tức sắp xếp cô nương tới. Nói xong, cô ta cười lui ra ngoài. Diệp Quân nhìn xung quanh, gian phòng này rất nhỏ, ánh đèn cũng mập mờ, nhìn qua quả thật trông không giống một chỗ đứng đắn. Hắn khá bất ngờ, cựu thổ còn có nơi như vậy sao, không phải là do vô biên chủ mở ra đó chứ? Tham gia group, để cập nhật sớm nhất các chuyện hot cũng như trao đổi các bộ chuyện hay. Ngay tại lúc này, một cô gái bước vào, cô gái mặc một chiếc váy dài màu xanh đậm, đeo khăn che mặt trong suốt, vậy nên vẫn có thể nhìn rõ dung mạo, ngũ quan của cô ta rất tỉnh tế, nhất là đôi mắt kia, lớn vô cùng, dáng người cũng rất đẹp, rất tuyệt vời. Cô gái hành lễ với hắn, sau đó nói, công tử, mời thay quần áo. Thay quần áo, Diệp Quân hoài nghi. Cô gái đột nhiên chỉ về phía giường cách đó không xa, chỉ thấy một chiếc quần cộc. Diệp Quân do dự một lát, sau đó nói, thay luôn à. Cô gái gật đầu, phải. Diệp Quân nói, cô có muốn tránh đi một chút không? Cô gái nhìn hắn, không cần. Diệp Quân im lặng, được rồi. Nói xong, hắn tới mép giường, bắt đầu cởi áo của mình ra. Bên trong cố vấn các. Cả đám người thấy cảnh này, vẻ mặt tối sầm lại, hắn làm cái quái gì vậy? Toại cổ kim dẫn đầu vẫn không cảm xúc, cô ta vẫn nhìn chằm chằm. Diệp Quân đang cởi quần áo bên trong màn sáng. Rất nhanh, Diệp Quân đã thay xong quần cộc. Cô gái chỉ lên giường, Diệp Quân hiểu ý, leo lên nằm. Cô gái đi tới bên cạnh hắn, sau đó lấy ra một bình gỗ nhỏ, cô ta mở nắp bình ra, nhẹ nhàng đổ xuống người Diệp Quân, là một chất lỏng bôi trơn lạnh buốt. Diệp Quân đột nhiên nói, cô nương, cô tên gì? Cô gái nhẹ nhàng xoa xoa chất lỏng bôi trơn, bình tĩnh nói, Hách Nhi. Bạn đang đọc truyện mới tại Me Chuyên Hot VN, truyện được cập nhật liên tục, hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé. Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 145.